Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay Bộ Giáo dục Đào tạo vừa công bố đề minh họa tất cả các môn xong nhỉ? Đã có bạn nào vào làm thử đề minh họa môn tiếng Anh chưa? Các bạn đâu hết rồi? Đang phải xem phần live sửa đề của các môn khác hả hay sao? Không thấy đâu nhỉ? Chưa thấy ai online hay sao hả? Chưa thấy ai vào nhóm luôn. Đã có bạn nào làm thử cái đề minh họa này và đạt 45 trên 50 câu chưa? Các bạn thấy cái mức độ này năm nay thế nào? Chưa thấy ai vào. Nói chung mức độ đề năm nay vẫn giữ trên cơ sở gì đây? Tất cả các chuyên đề ngữ pháp mà hay gì đây xuất hiện đúng nhỉ? Ở trong những gì đây? Đề Trung học phổ thông quốc gia năm trước, năm 2018, 2019 luôn đấy. Có điều là cô thấy cái mức độ khó của nó giảm đi một xíu nha. Với mức độ đề này thì các bạn ít nhất cũng phải làm được 30 trên 50 câu. Đấy là đối với những bạn học lực trung bình khá hoặc là khá nhá, thì mới gọi là tạm ổn. Chào Thanh Minh nha. Cái mức độ đề này là không có khó, nhưng mà nếu ai chủ quan thì cũng vẫn chưa được gì đấy, vẫn chưa có kết quả tốt được đâu nhé. Mình làm thử đề minh họa chứ Minh. Đúng rồi đấy. Sương làm đề thử chưa ơi Sương? Học sinh học rất là, một trong những học sinh học rất là tốt môn Anh văn nhỉ. Em làm đề minh họa chưa? Mà cô gửi link lên trên nhóm rồi đó, gửi lên trên bếp luôn. Vào xem thử nhá. Chào Bóng An nha. Con hơi mờ hả? Sao vậy? Trên cô rõ lắm. Chắc là do hôm nay có đề minh họa hot quá nên các môn họ livestream nhiều, cho nên tỷ lệ người mà vào mạng online nhiều ấy. Đúng không? Cho nên nó bị lắc mới bị không rõ lắm. Rồi chào Thanh Minh, Bóng An, Thu Sương. Các học sinh cứng, phép cứng. Với mức độ này này, ví dụ như bạn Thu Sương đúng nhỉ? Hoặc Tống An hoặc Thanh Minh này, những bạn này ít ra cũng phải dao động, làm dao động được từ 7 đến 9 điểm thì mới gọi là ổn nha mấy đứa. Không có khó, đề không khó. Cô vừa mới xem à? Cô cũng bận quá. Chiều thì cô bận viết sách, rồi cô về cô còn tranh thủ cho em bé này cô ăn uống nữa. Xong vừa nãy cô xem tivi, cô thấy Bộ Giáo dục thông báo chính thức qua thời sự đó. Xong là cô vừa nãy cô mới vào trên mạng cô search cái đường link của nó rồi cô gửi cho các bạn đó. Cô nghe hết tin từ chiều rồi. Nhưng mà để xác định chính thức hay chưa thì lúc đó cô mới vào mạng cô xem thử ở trên báo Tuổi Trẻ đấy. Thanh Minh vào xem đi nhá. Và xem đường link, tí nữa cô giảng xong phần này thì tối tranh thủ vào xem đường link. Nếu mà các bạn muốn chữa cái đề minh họa này thì đến tuần sau đấy ngày thứ tư thì cô chữa đề minh họa cũng được. Không thì các bạn có thể tham khảo đáp án ở trên mạng có hết nha. Chưa? Rồi. Theo như cái lịch trình á là hôm nay cô sẽ livestream buổi thứ hai về các mẹo điền từ vào phần đọc điền á.
điền từ vào đoạn văn trong tiếng Anh. Rồi. Có một số bạn vừa hỏi cô là hôm nay cô có chữa đề minh họa không, thì cô nói là không nhá, bởi vì cô cứ theo lịch trình cô làm, bởi vì nếu như cô không làm nhanh cái phần này thì nó sẽ bị trễ tiến độ, được chưa? Nên cô sẽ làm nhanh. Rồi sau đó nếu mà còn thời gian, hôm nay thứ nhất là cô sẽ hướng dẫn các bạn làm phần đọc điền nhá, tức là đọc điền từ vào đoạn văn. Cái phần này là một trong những phần chắc chắn xuất hiện ở trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia rồi, đúng nhỉ? Sau khi sửa xong á, nếu mà còn thời gian thì cô sẽ sửa tiếp cái phần từ vựng của cái bài hôm trước nhá, từ vựng về chủ đề giáo dục á nhá. Ok. Rồi chào Thu Đinh, chào Ngô Minh Nhật, chào Vòng Dính, chào Nguyễn Quỳnh Trang nha, Nguyễn Hữu Ý. Rồi. Đúng rồi, cô cứ phải làm theo lịch trình, nếu không là nó sẽ bị lỡ tiến độ. Còn cái đề minh họa đấy thì mai mốt nếu mà các bạn cần thì cô sẽ bóp cái đáp án tham khảo lên cho. Có tiếng gì hả Su Sương? À hôm nay là cô bị nhiệt lưỡi nhá, ngay ở đầu lưỡi luôn. Nên là có thể giọng của cô nó không được trôi, mọi khi mong mấy bạn thông cảm nhá. Cô có bôi thuốc dơ nhiệt miệng rồi, nhưng mà nó vẫn còn đau lắm. Rồi mong các bạn thông cảm. Nghe rõ chưa? Rồi chào Trần Quốc Kiều nha. Quốc Kiều không vào mạng máy hay sao đấy mà không biết là cô bóp cả, cô up cả cái link YouTube lên. Hả? Chào Huyết Quỷ nha. Thế sao lần trước cô không thấy Huyết Quỷ hay sao ấy hả? Quốc Kiều nó mấy đứa hôm đấy đi học cái gì nhỉ? Rồi nhớ hộ cô nhá, cái đề minh họa này này là cô sẽ up cái đáp án này cho các bạn nhá. Còn nếu mà các bạn cần thiết thì cô sẽ livestream sau. Hôm nay cô sẽ vẫn làm theo lịch trình nhá. Chào Kim Ngân nhá. Các bạn vào đông đủ đi rồi cô bắt đầu dạy nhá. Tiếng giống tiếng máy móc hả? Là sao ta? Tiếng ở trên mạng á hả mấy đứa? Thanh Minh đi đâu Thanh Minh? Ủa sao tiếng máy nó bị như máy móc hả? Mấy đứa cố gắng nghe nhá. Chứ mọi khi, à cái phần âm thanh này vẫn như mọi khi đó. Chắc là hôm nay do mạng nó lag nhiều quá nên nó vậy á. Đúng không nhỉ? Ừ. Và bây giờ cô xin phép được vào cái phần nội dung chính của bài ngày hôm nay nhá. Hôm nay là cô sẽ livestream về cái chủ đề số 2 nha, là phần mẹo điền từ vào phần bài đọc đoạn văn trong tiếng Anh nha. Rồi và sau phần này cô sẽ up cái phần từ vựng về chủ đề giải trí cho các bạn, là các bạn làm bài tập về từ vựng nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ đi vào từng phần nhỏ này. Phần thứ nhất là cách làm bài điền từ tiếng Anh hiệu quả này. Cái bài đọc điền từ này hầu như tất cả các cái đề thi minh họa Trung học phổ thông quốc gia hoặc là đề chính thức năm nào cũng có một phần. Và phần này gồm 5 câu đúng không nhỉ? 5 câu trong đề, đúng không? 5 câu đọc điền ở trong đề. Rồi. Và phần này nhá, cô thấy qua cái kinh nghiệm nhiều năm cô xét, cô rút ra nó là gì đấy, trong cái phần đọc điền đây này, 5 câu này ít nhất là gì đây? Có 3 câu hỏi về gì đây? Cái phần ngữ pháp cơ bản thôi. Cho nên các bạn cố gắng lấy điểm chọn, chọn điểm của ba cái câu này. Còn lại là 2 câu là về gì đây? Từ vựng đúng nhỉ? Phần từ vựng này thì sẽ phụ thuộc vào cái gì? Phụ thuộc vào cái 4 từ của các bạn đúng nhỉ? Các bạn học được từ vựng nhiều hay không là nó sẽ phụ thuộc vào cái phần này nữa. Đúng không? Do cái 4 từ của các bạn nó như thế nào nữa. Và các bạn cố gắng chắc chắn làm sao mà phải đạt ít nhất là 3 cái câu này. Để lấy chọn điểm 3 câu này. Còn 2 câu từ vựng là các bạn phải học thêm nhá. Là phải tự trau dồi vốn từ vựng của mình nha, theo cách nào mà các bạn dễ nhớ nhất. Rồi cố gắng nhá, Sương. Nguyễn Quỳnh Trang phần đùng đỡ mỗi lần làm em rất nó mắt. Các bạn cứ bình tĩnh thôi, không có gì mà phải khó đúng nhỉ? Và cái đề này không, à cái loại bài tập này á, dạng bài tập này không những chỉ xuất hiện ở trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia đâu đúng nhỉ? Mà nó còn xuất hiện cả ở trong các cái đề kiểm tra ở trên lớp, trên trường á.
đúng chưa? Đề kiểm tra ở lớp, ở trường của các bạn ấy, đúng nhỉ? Cũng xuất hiện, đúng không? Rồi, hôm nay cô sẽ giúp các bạn có thêm một số gì đấy, một số cái mẹo, đúng nhỉ? Để làm cái phần đọc điền từ này và thấy cái phần đọc điền từ này nó sẽ dễ dàng hơn chứ không khó như các bạn tưởng nhá. Được chưa? Và các bạn phải cố gắng làm sao ít nhất đạt được 3 trên 5 cái câu ở cái dạng đọc điền này. Còn cái phần hai câu còn lại á thì các bạn phụ thuộc vào cái vốn từ vựng của các bạn có nhá. Rồi, giờ các bạn đi vào cái phần hướng dẫn này. Cách làm bài tập điền từ tiếng Anh hiệu quả này. Mục đích ở đây họ ra đề để nhằm làm gì đây? Nhằm kiểm tra khả năng sử dụng ngôn ngữ, đặc biệt là gì đây? Vận dụng kiến thức ngữ pháp và từ vựng trong ngữ cảnh của một đoạn văn để chọn được đáp án chính xác nhá. À, như vậy thì các bạn phải có đủ vốn từ vựng để dịch được bài nhá. Kỹ năng dịch rất là quan trọng, được chưa? Rồi, tiếp tục cái phương pháp làm bài này này là các bạn sẽ đọc các đáp án của đề bài trước nhá. Tức là các bạn không có gì đấy, không có vào đọc luôn nội dung của bài đọc, mà các bạn nên dò các cái phần đáp án mà đề nó yêu cầu á, bốn đáp án mà đề bài đưa ra để lựa chọn ấy. Sau đó các bạn xác định cái phạm vi kiến thức mà các bạn gì đấy thấy đề bài yêu cầu cần được kiểm tra, đúng không nhỉ? Tức là các bạn xác định từ loại cần điền vào cái chỗ trống trong bài và tìm từ mà có từ loại tương ứng để điền vào chỗ trống, đúng không nhỉ? Thứ hai là các bạn sẽ phải gì đấy, dựa vào hàm ý và văn phong của đoạn văn để suy luận ra cái từ cần điền cho cô, được chưa? Rồi, cái phần mà hướng dẫn chi tiết cách làm bài, ví dụ gì đây? Thứ nhất là cô hướng dẫn sơ sơ cho các bạn về cái phần lý thuyết phương pháp làm bài tập điền từ và đoạn văn cụ thể hơn nữa này. Vừa nãy là cô đưa cái phần form chung nhá. Rồi, cái dạng bài này là kiểm tra khá nhiều kiến thức về mặt ngữ pháp từ vựng, đồng thời yêu cầu cao hơn về khả năng đọc hiểu, đúng nhỉ? Thì các em cần làm bài theo các bước sau này. Bước 1 là đọc đáp án của đề bài rồi xác định xem câu hỏi nó muốn kiểm tra về phần phạm vi kiến thức nào, đúng nhỉ? Sau đó đọc nhanh cả bài từ đầu đến cuối, không dừng lại khi gặp từ mới hay là khi chưa hiểu thông tin, đúng nhỉ? Rồi, bước thứ 2 là các bạn sẽ phân tích chỗ trống cần điền. Rồi các bạn đọc cả những câu trước và câu sau, chứ không phải chỉ đọc cái câu mà chứa mỗi chỗ trống đó để hiểu được ngữ cảnh nhá. Được chưa? Sau đó là các bạn xác định cái từ cần điền nó thuộc loại gì, đúng nhỉ? Nghĩa là gì hoặc đóng vai trò ngữ pháp gì trong câu. Rồi, đến bước thứ 3 là các bạn phân tích các đáp án cho sẵn, loại đáp án sai và chọn đáp án đúng. Bước này các bạn có thể vận dụng cái kỹ thuật đoán nghĩa của từ hoặc là phương pháp loại trừ. Được chưa? Rồi, đến bước số 4 là các bạn đọc lại từ đầu đến cuối, tìm sai sót và sửa nếu có. Và lưu ý giúp cô là ở phần này là cái kỹ năng dịch bài rất quan trọng. Mà muốn dịch tốt thì các bạn phải gì đấy, có vốn từ vựng tốt, đúng không nhỉ? Mà muốn có vốn từ vựng tốt thì các bạn phải chăm chỉ học, được chưa? Học từ vựng theo chủ đề và đoán được nghĩa của từ trong ngữ cảnh, được chưa? Rồi. Rồi các bạn chỉnh lại cái chất lượng video ở trên máy xem làm sao nhé. Không có gì mà phải rớt nước mắt đâu Quỳnh Trang ạ. Cô sẽ giúp em không bị rớt nước mắt nữa nhé. Khó quá hả? Phần đục lỗ này là tương đối dễ, không có khó lắm đâu nhá. Nếu mà các bạn cố gắng làm theo các mẹo cô vừa chỉ xong, chưa? Rồi, còn cái phần mẹo chỉ về cái gì đây, hướng dẫn chi tiết cách làm bài về dạng từ vựng đây này, đúng nhỉ? Cái dạng từ vựng thì cô sẽ up lên cho các bạn nhé. Rồi, cô chỉ nói sơ sơ trước này. Thông thường dạng điền từ vào chỗ trống thì bao gồm một đoạn văn khoảng 150 đến 200 từ. Và với các chỗ trống thì đấy, cần điền, đúng nhỉ? Trong các đề chơi trắc nghiệm sẽ đưa ra 4 đáp án để thí sinh lựa chọn, và dạng từ cơ bản nhất của nó sẽ là hỏi về từ vựng. Thứ nhất là xác định từ loại cơ bản, đúng nhỉ? Trong tiếng Anh thì các bạn thấy thường thường xuất hiện 4 loại từ cơ bản, đó là danh, động, tính, trạng, đúng nhỉ? Và đây cũng chính là các từ mà gì đây? Các từ loại mà được hỏi nhiều nhất. Và nhận biết các từ loại này thì không khó, nhưng để chọn đúng được đáp án cần điền vào chỗ trống thì các bạn cần nắm vững một số cái quy tắc cơ bản này. Nếu như là danh từ thì nó sẽ thường đứng đầu câu và đóng vai trò làm chủ ngữ, đúng không? Hoặc đứng sau động từ làm tân ngữ cho động từ đó. Ví dụ vậy, đúng không? Còn tính từ thì thường gì đấy? Dùng để bổ sung ý nghĩa cho danh từ và thường đứng trước danh từ, đúng không? Còn động từ thì thường được bổ nghĩa bởi trạng từ, có thể đứng sau hoặc đứng
Rồi, cô lại quay lại bàn với các bạn nhé. Các bạn nghe rõ hơn chưa? Hả? Nghe rõ hơn chưa? Rồi, tiếp tục cô quay trở lại bài này. Khi làm dạng bài xác định gì đây? Dạng từ vựng á, thì các bạn cần xác định vị trí của cái từ cần điền so với các từ xung quanh và đoán xem đó là loại từ gì này. Sau đó mới nhìn xuống phần phương án lựa chọn rồi sẽ thì đấy có những dấu hiệu trong câu để cho các bạn biết còn thiếu từ gì, loại gì. Trong trường hợp có hai đáp án cùng một loại từ thì các bạn phải cân nhắc về ý nghĩa của nó, đúng không? Rồi tiếp tục, nếu mà dạng bài xác định giới từ hoặc liên từ, chưa? Giới từ là một trong những nỗi lo của hầu hết tất cả các bạn học sinh bởi cái gì đây, sự đa dạng và phức tạp của nó, đúng không? Điều này một phần cũng bởi vì gì đây, giới từ trong tiếng Anh và giới từ trong tiếng Việt có nhiều trường hợp khác xa nhau, thậm chí còn đối nghịch nhau, đúng không nhỉ? Dẫn đến việc sử dụng sai của nhiều bạn. Còn phần liên từ thì các bạn phải học thuộc nghĩa và ghi nhớ cách sử dụng của liên từ, đúng không? Rồi các bạn nghe dễ hơn chưa? Phần tiếp theo là xác định cấu trúc ngữ pháp của câu. Mỗi loại động từ thì gì đây, chỉ đi với một dạng bổ trợ nhất định. Khi các bạn biết được cấu trúc của nó rồi thì cái việc xác định cấu tạo từ, đúng không? Của từ đi sau nó rất là dễ. Các động từ như từ my, to enjoy, to avoid, đúng không? Từ finish, or keep, thì động từ đi theo sau nó luôn là verb in, đúng không? Còn các động từ như là agree, aim, appear, out, attempt, decide, demand, thì bổ trợ luôn luôn là động từ nguyên thể có to đằng sau, đúng không? Rồi, tiếp tục đến phần xác định cụm từ cố định hoặc thành ngữ, đúng chưa? Cấp độ cụm từ thì khi học bài ở trên lớp, học sinh thường không chú ý nhiều đến các cụm từ cố định, đúng nhỉ? Rồi các bạn quay trở lại bài nhé. Thông cảm vì hôm nay chắc là mạng nhiều người truy cập quá nên có vấn đề nhỉ? Rồi, tiếp tục phần xác định gì đây? Cụm từ cố định hoặc là cụm thành ngữ, đây là cái phần để các bạn nâng ben điểm như này. Ben điểm, đúng nhỉ? Nâng ben 8 cộng, 9 cộng, đúng không? Rồi. Với cấp độ cụm từ thì khi học bài trên lớp, học sinh thường không chú ý nhiều đến các cụm từ cố định, đúng chưa? Hầu như là học sinh mới chỉ dừng ở cái việc hiểu nghĩa của các cụm từ đó, nhưng như vậy là chưa đủ đâu, đúng không? Các bài điền từ thì các bạn thường nhằm vào những cái cụm từ ở trên này, sau đó bỏ trống một thành phần và yêu cầu gì đây, học sinh chọn từ điền vào, đúng không? Các phương án đưa ra thường là gì đây, không khác nhau về chức năng, đúng không? Ngữ nghĩa, nhưng có một cái phương án gì đây kết hợp với các gì đây thành tố xung quanh và nó sẽ là đáp án đúng, đúng không? Rồi, trong quá trình học thì các bạn cần lưu ý học thuộc những cụm từ xuất hiện cố định, như là ví dụ to be fond of something bằng với to be keen on something, đúng không nhỉ? Hoặc be interested in something, vân vân, đúng không nhỉ? Rồi. Về cấp độ cấu trúc nha. Thì người ta có thể bỏ rớt một số gì đây, bỏ bớt một số cái từ mà học sinh đã học trong sách giáo khoa và đưa ra 4 phương án lựa chọn. Khi làm bài, đúng không nhỉ? Khi làm các dạng câu hỏi này á, thì các bạn cần lưu ý phân biệt rõ các từ và đặt nó vào bối cảnh cụ thể trong câu. Vì sao? Vì các lựa chọn đưa ra hầu hết là đều có cùng ý nghĩa với nhau, nhưng chỉ có một từ là có thể điền vào chỗ trống để tạo thành cấu trúc đúng nha. Rồi đến phần về cấp độ mệnh đề và câu này, phổ biến nhất về cấp độ này sẽ là các câu hỏi về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ nha. Để làm tốt dạng câu hỏi này thì các bạn cần phân biệt danh từ đếm được và danh từ không đếm được, danh từ số ít và danh từ số nhiều để chia động từ hoặc trợ động từ sao cho phù hợp. Được chưa? Rồi. Ok chưa? Rồi nhớ hộ cô này. Nói tóm lại là các bạn để làm tốt cái dạng bài đọc điền từ trong tiếng Anh á, các bạn sẽ đọc các đáp án của đề bài trước để xác định phạm vi kiến thức, để kiểm tra, đúng không nhỉ? Sau đó nhìn lên cái phần chỗ trống của đề á, đúng không nhỉ? Nhìn lên chỗ trống của đề xem cái phần chỗ trống đó cần điền là từ loại gì, đúng không nhỉ? Đúng chưa? Hay là dạng ý nghĩa gì, bao hàm ý nghĩa gì. Và cuối cùng là các bạn dựa vào hàm ý văn phong của đoạn văn để suy luận, đúng không nhỉ? Ra cái từ cần điền. Được chưa? Rồi, không biết là lúc trưa cô có up cái phần bài tập lên rồi, không biết các bạn đã download về và in ra và làm chưa? Rồi. Cái phần này là cô
Cô sưu tầm từ những cái đề minh họa hoặc đề thi chính thức của những năm về trước nhỉ, để cho các bạn thấy nó mức độ dễ khó của nó như thế nào, đúng chưa? Rồi. Bây giờ các bạn đi vào làm phần bài số 1 nhé. Phần bài số 1 là cô trích từ đề minh họa Trung học phổ thông quốc gia môn tiếng Anh mã đề 001 năm 2018, đúng nhỉ? Rồi. Cái phần đọc điền từ này nhá. Đọc điền chính là cái phần gì đấy, phần bài đục lỗ điền từ á, đúng chưa? Đúng rồi. Phần này cũng không khó nhá. Rồi, các bạn làm theo mấy cái mẹo cô vừa ghi lúc nãy á, đúng chưa? Nó sẽ ok thôi. Rồi, đề bài yêu cầu như sau: Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase. Such passage. X up numbers blank from 22 to 27. Yeah. Phần này là cô trích từ đề ra và cô sẽ không thay đổi thứ tự câu, cô lấy y nguyên ở trong cái đề của họ nha. Cái chủ đề này là một chủ đề rất là quen thuộc, good friend. Do you have any good friend? Các bạn có nhiều người bạn tốt không? Có chứ, nhỉ? Rồi, giờ đi sửa bài này. Đây là một cái chủ đề rất là gần gũi với các bạn đúng không nhỉ? Những người bạn tốt đúng không? Hầu như trong mỗi chúng ta ai cũng có ít nhất là một hoặc nhiều người bạn tốt đúng không? Người bạn tốt là người như thế nào? Nó có đủ phẩm chất của những người bạn tốt ở trong cái bài lớp 11 này. Friendship, có nhớ không? Chia sẻ cảm thông đúng không nhỉ? Những khó khăn, những vất vả trong cuộc sống với chúng ta hoặc những niềm vui nỗi buồn đúng không? Rồi, bây giờ các bạn đi vào phần đọc điền này. Bây giờ các bạn không chưa cần khai thác cái phần nội dung này mà các bạn nhìn vào cái bốn cái đáp án đã, câu 23. Rồi các bạn ở đây thấy này, sau ở đây có từ su đúng nhỉ, have su đúng không nhỉ, thì các bạn thấy thiếu một động từ ở đây đúng nhỉ. Rồi thì trong cái phần đáp án đây, đề bài cho bốn đáp án, bốn từ này đều là động từ đúng nhỉ. Rồi bây giờ các bạn phải gì đây, xét nghĩa của từng từ nữa đúng nhỉ. Rồi xét nghĩa từng từ thì bây giờ cô giải nghĩa cho các bạn từ prolong là kéo dài, kéo dài, kéo dài thời gian á nha, trong thời gian, được chưa? Rồi từ lengthen, lengthen ở đây là động từ nghĩa là làm dài ra đúng không, còn nhớ không? Rồi còn từ stress là duỗi ra đúng nhỉ, duỗi ra, duỗi ra. Rồi còn từ expand là mở rộng đúng chưa? Rồi expand là mở rộng. Bây giờ các bạn lại đọc lại ở cái chỗ trống phần điền xem cái từ nào nó phù hợp nhé. Các nhà tâm lý học đúng nhỉ, psychology là các nhà tâm lý học đúng không, các nhà tâm lý học. Làm sao nữa, vừa mới thì đây nhận ra rằng hoặc là đã biết rằng gì đây, có một số gì đây, cái chuỗi hoặc tập hợp đúng nhỉ của những cái gì đây, những người bạn bè yêu dấu đúng nhỉ, là một cái gì nhỉ, là một phúc lợi tinh thần rất là gì đấy lớn đúng nhỉ, đối với chúng ta. Một nghiên cứu gần đây của gì đây, các nhà gì đây, nghiên cứu người Úc đúng nhỉ, Australian là người Úc đúng chưa, đã đưa ra kết luận rằng gì đây, bạn bè có thể giúp chúng ta đúng nhỉ cái gì, outline. Các bạn lại quay trở lại phần đáp án, các bạn có thấy từ gì đây, cấu trúc đúng nhỉ, prolong, prolong gì nữa, outline. Ở đây đọc là like cho mày ly nha. Prolong outlive là kéo dài cái gì đấy, tuổi thọ đúng không nhỉ? Prolong đúng không nhỉ? Như vậy câu 23 các bạn sẽ chọn được đáp án nào? Hả? Có cụm từ cố định đấy, prolong outlive nha. Rồi như vậy các bạn sẽ chọn được đáp án A, đúng chưa? Rồi tiếp tục đến câu 24. The study là chủ từ này, constituted là verb này đúng không nhỉ? The social environment. Như vậy các bạn sẽ thấy ở đây xuất hiện chủ từ và động từ giờ, và các bạn thấy ở đây sau từ constraint là cần một giới từ đúng không, đúng chưa? Rồi như vậy trong bốn đáp án ở câu đề bài đúng nhỉ, ở câu 24, in, with, on, as, thì các bạn nhớ lại những từ nào nhỉ, ví dụ nhớ lại cho cô từ constraint, concentrate là tập trung đúng nhỉ, hướng vào cái gì, thì nó sẽ đi kèm với giới từ gì đấy, on đúng nhỉ, giới từ on. Vì vậy câu này sẽ chọn được luôn đáp án C, nghĩa là tập trung vào việc gì đúng nhỉ, việc nghiên cứu tập trung vào môi trường gì đấy,
Việc nghiên cứu tập trung vào môi trường của xã hội đúng không nhỉ? Về gì đấy? Hả? Sức khỏe tổng thể đúng không nhỉ? Hoặc sức khỏe nói chung. Và cái gì đấy? Lifestyle là lối sống của đúng không nhỉ? Của 1.477 người. Đúng không nhỉ? Người ở đây là với số lượng tuổi là trên 70 tuổi. Đúng chưa? Rồi, tiếp tục đến câu số 25. Rồi, các bạn thấy này, sau từ giác là một mệnh đề này. Friend shape là chủ từ in greater life. Đúng không nhỉ? Đây là động từ. Từ life là tân ngữ thôi, đúng không? Rồi. Các bạn thấy nhá, tân ngữ hoặc là in greater sau life này là gì đây? Là tân ngữ, nhưng cái tân ngữ này nó có thể bằng một cái tính từ cộng với một danh từ, đúng không nhỉ? Rồi, hoặc là gì đây? Danh từ 1 cộng danh từ 2, đúng không? Rồi. To life này là danh từ 1. Đúng chưa nhỉ? Bây giờ các bạn cần một danh từ 2 ở đây nữa, đúng không? Rồi. Như vậy các bạn sẽ lại đi gì đây? Xét đáp án, đúng nhỉ? Xét nghĩa của từng phần đáp án. Câu 25. Rồi, the expectation ở đây nghĩa là gì? Hả? Expectation là sự gì đây? Sự mong đợi, đúng nhỉ? Danh từ sự mong đợi. Được chưa? Rồi. Tiếp tục. The insurance. Insurance ở đây nghĩa là gì? Là bảo hiểm, đúng nhỉ? Bảo hiểm hoặc sự bảo đảm, đúng không? Rồi, expectancy là cái gì? Hả? Là triển vọng, đúng nhỉ? Triển vọng. Triển vọng. Rồi, tiếp tục. The assurance ở đây là gì? Bảo đảm, đúng nhỉ? Rồi. Bốn đáp án này đều là danh từ, đúng nhỉ? Như vậy câu này sẽ kiểm tra kiến thức về danh từ, đúng chưa? Rồi, các bạn quay trở lại cái phần đề bài. Light, increase. Câu này dịch là gì đấy? Hả? Các nhà nghiên cứu đã gì đấy rất ngạc nhiên khi gì đấy nghiên cứu rằng hoặc thấy rằng làm sao? Hả? Tình bạn đúng nhỉ? Được gì đấy? Phát triển hoặc nâng lên đúng nhỉ? Hoặc nâng cao cái gì đấy? Hả? Life expectancy. Life expectancy. Rồi, cô ghi ra đây nhé cho các bạn nhớ này. Life expectancy. Đây là một cụm từ nhá, gồm danh, đây là danh từ ghép, now 1, now 2 nhá. Nghĩa là gì? Life expectancy ở đây nghĩa là tuổi thọ, đúng chưa? Giúp nâng cao tuổi thọ, đúng chưa? Vì vậy câu này các bạn sẽ chọn được đáp án nào đây? Đáp án C, được chưa? Rồi, khó quá không? Cố gắng nha. Rồi, đến câu số 26. Các bạn chưa cần biết đề bài yêu cầu cái gì, nhưng các bạn nhìn vào bốn cái đáp án này này. Thế ở đây người ta đang hỏi về cái gì đây? Kiểm tra kiến thức về đại từ quan hệ. Nhớ không? Đại từ quan hệ hôm trước mới học xong, đúng không? Rồi, bây giờ các bạn lại xét ở vị trí trống. Được chưa? Rồi, câu 26. Which people to? Rồi, ở đây người ta kiểm tra là gì đây? Kiến thức là giới từ cộng với đại từ quan hệ, đúng không? Rồi, giới từ to, đúng chưa? Giới từ. Được chưa? Rồi, bây giờ các bạn lại xét xem cái danh từ trước giới từ này, đúng không nhỉ? Là danh từ chỉ người hay chỉ vật? Mà nhớ là gì đây? Giới từ thì chỉ cộng với gì đây? Cộng với whom hoặc là which, đúng không? Rồi, nhớ không? Giới từ chỉ cộng với whom hoặc which, giống hôm trước cô cho các bạn học rồi. Muốn sử dụng whom hay which thì các bạn phải căn cứ vào cái danh từ mà nó thay thế, chỉ người hay chỉ vật, đúng không? Rồi, câu này như thế nào đây? Dịch như thế nào? Theo các nhà khoa học thì cái khả năng, đúng nhỉ? Để có cái gì đây? Relationship, mối quan hệ tốt, đúng nhỉ? Với người, đúng nhỉ? Người mà, đúng không? Thì như vậy các bạn thấy cái danh từ cần thay thế đây là people, danh từ chỉ người. Vì vậy, các bạn sử dụng đại từ quan hệ nào ở đây? Trong bốn đại từ quan hệ ở đáp án này hả? Nhớ là giới từ chỉ được cộng với who hoặc whom, đúng không? Sorry, whom hoặc which, đúng nhỉ? Mà ở đây là danh từ mà nó cần thay thế là danh từ chỉ người, cho nên các bạn được chọn đáp án nào ở đây? Đáp án B, đúng không? Whom, đúng không? Loại luôn A, loại C, loại D luôn, đúng không? Rồi, tiếp tục. Các bạn chuyển sang câu 27. Rồi, câu 27, các bạn thấy đứng đầu câu, đúng nhỉ? Vị trí của nó đây. Đứng đầu câu và câu dấu phẩy, đúng nhỉ? Rồi, tiếp tục đến out support networks. Rồi, ở đây là họ kiểm tra kiến thức về cái gì hả các bạn?
Ở đây là họ kiểm tra kiến thức về liên từ. Liên từ đúng nhỉ? Muốn biết là dùng liên từ gì cho phù hợp đúng nhỉ? Thì các bạn phải gì đây? Dịch nghĩa của từng liên từ trước đã đúng nhỉ? Sau đó là xét xem nó phù hợp với nghĩa của cái ngữ cảnh của câu đó như thế nào. Đúng không? Rồi. Cái từ otherwise ở đây nghĩa là mặt khác đúng nhỉ? Mặt khác nha. Rồi tiếp tục từ for examples là ví dụ đúng nhỉ? Từ moreover là hơn nữa, đúng không? Rồi. Tiếp tục however là tuy nhiên, đúng không? Sau bốn từ này đều sử dụng dấu phẩy, đúng không? Đều sử dụng dấu phẩy. Rồi bây giờ ở trên đề bài cũng có dấu phẩy đây. Bây giờ các bạn lại phải làm gì đó? Nếu như sau bốn từ đều sử dụng dấu phẩy thì các bạn phải dịch nghĩa rồi, dịch nghĩa của câu nữa và ghép cái đáp án ấy vào, đúng không? Nghĩa của đáp án ấy vào sao phù hợp. Đúng không? Câu này dịch là gì? Hả? Dịch cái phần trước nó trước đã, đúng không nhỉ? Rồi. Câu này các bạn dịch như thế nào đây? Từ cái chỗ stress, tendency towards, đúng không nhỉ? Cái sự căng thẳng, đúng không nhỉ? Và cái xu hướng, đúng không? Sự căng thẳng và xu hướng gì đây? Suy thoái đã gì đây? Đã làm giảm, đúng không nhỉ? Đã làm giảm các cái hành vi, đúng không nhỉ? Cái mà tổn hại đến gì đây? Damaging to health. Tổn hại đến sức khỏe. Chẳng hạn như là gì đây? Việc hút thuốc và uống gì đấy? Uống rượu bia đúng không nhỉ? Xảy ra gì đây? Ít thường xuyên hơn đúng không nhỉ? Rồi. Ba chấm này. Cho đến từ gì đây? Hả? Mạng lưới có thể hỗ trợ chúng tôi trong những thời điểm gì đấy? Hả? Thời điểm tai họa hoặc thời điểm nguy hiểm nói riêng đúng không nhỉ? Rồi, như vậy các bạn thấy từ liên từ nào phù hợp ở đây? Hả? Liên từ nào? Hơn nữa đúng không nhỉ? Hơn nữa thì sẽ là đáp án nào đây? Hả mấy đứa? Đáp án nào? Đáp án C, moreover đúng không nhỉ? Rồi, thấy dễ hay là khó? Hả? Rồi. Rồi như vậy các bạn kiểm tra lại một lần nữa đúng không nhỉ? Cái câu 23 này các bạn thấy họ kiểm tra về cái gì? Hả? Kiểm tra kiến thức về cái gì? Động từ đúng không nhỉ? Động từ thì các bạn phải dịch nghĩa rồi đúng không? Dịch nghĩa dựa theo ngữ cảnh. Rồi hoặc xem nó có thuộc cụm từ cố định nào không? Câu 24 là các bạn thấy kiểm tra về gì đây? Giới từ đúng không nhỉ? Giới từ đúng chưa? Rồi câu số 25 các bạn thấy kiểm tra về gì đây? Danh từ đúng không? Rồi, câu số 26 các bạn thấy kiểm tra về đại từ quan hệ giống như cô vừa nói đấy, đúng là đại từ quan hệ. Đúng chưa? Câu số 27 các bạn thấy họ kiểm tra kiến thức về gì đây? Câu 27 kiểm tra kiến thức về liên từ. Đúng không? Rồi. Như vậy là cái phần đục lỗ điền từ này ngoài cái phần kiểm tra từ vựng này thì sẽ kiểm tra về gì đây? Phần ngữ pháp đúng không nhỉ? Ví dụ như động từ này, giới từ, danh từ, đại từ quan hệ. Đúng không nhỉ? Hay là liên từ đúng không nhỉ? Rồi. Nó sẽ phụ thuộc vào mức độ đề của từng năm, đúng không nhỉ? Rồi. Bây giờ các bạn sẽ chuyển vào cái bài số 2 cho cô. Exercise 2, đúng không nhỉ? Rồi. Đây là phần đề cô trích từ gì đây? Đề thi chính thức Trung học phổ thông quốc gia môn Anh năm 2018 nhá. Bạn nào đã từng làm tham khảo rồi thì các bạn sẽ gặp cái phần này. Và nếu có gặp rồi thì các bạn thử nhớ để tham khảo lại xem nhá. Làm lại xem có nhớ không nha. Rồi cái từ urban development ở đây là gì? Hả? Urban là đô thị đúng không nhỉ? Thuộc về đô thị đúng không? Rồi development là sự phát triển. Như vậy câu này dịch ghép là gì đây? Sự phát triển về đô thị đúng không nhỉ? Rồi các bạn sẽ đọc cái chỗ trống này này, câu 31, xem người ta yêu cầu cần điền cái gì đây. That's the difference. The difference. Rồi sau đó đến separator. Như vậy ở đây các bạn thấy này, tu động từ chính của nó là gì đây? To be đúng nhỉ? Và có sử dụng trạng từ nhấn mạnh đúng nhỉ? Vậy ở đây là cả cái này là một cụm gì đây? Cụm chủ, chủ ngữ đúng nhỉ? Chủ ngữ. Và ở đây xuất hiện danh từ the difference và the in or separator. Hai danh từ này muốn liên kết với nhau thì nó phải có liên từ nối kết đúng không? Hoặc giới từ đúng không? Rồi, như vậy
Câu này các bạn sẽ gì đây? Dịch nghĩa của từ đời bài đến cái phần hết cái câu này thì các bạn sẽ thấy tìm ra đáp án nó dễ hơn nhá. Sự phát triển đô thị thì đang có tác động trực tiếp, đúng nhỉ? Đến gì đây? Thời tiết ở nhiều thành phố trên toàn thế giới, đúng không? Người ta gì đây? Nhận thấy rằng nhá, người ta ở đây ít là chủ ngữ giả nhá, chủ ngữ giả. Chủ ngữ giả. Được chưa? Người ta nhận thấy rằng cái sự khác biệt ba chấm này nhiệt độ. Như vậy các bạn sẽ thấy từ the different này sẽ đi kèm với một giới từ ở đây, đúng không? Rồi. Các bạn thấy xem cái giới từ nào phù hợp. Giới từ nào phù hợp? Đây, bốn giới từ đây. On, which, in or out. Nhớ lại kiến thức được không? Rồi, các bạn thường thường nhớ cái cụm từ gì đây? The differences, đúng nhỉ? Thì đi kèm với giới từ in. Sự khác biệt về cái gì, đúng không? Như vậy, ở đây các bạn sẽ chọn luôn được đáp án nào đây? Đáp án C, the difference in, đúng nhỉ? Sự khác biệt về nhiệt độ, đúng nhỉ? Sự khác biệt về nhiệt độ, được chưa? Rồi sao nữa? Là nó thường gì đây? Lớn hơn, đúng nhỉ? Thường lớn hơn vào ban đêm. Và cái hiện tượng, đúng nhỉ? Phenomenon là hiện tượng xảy ra vào cả mùa đông và mùa hè, đúng nhỉ? Rồi tiếp tục đến câu 32. Rồi các bạn đọc cái câu trước nó này. In Atlanta, in the US or US, this harsh event led to thunderstorm. Thunderstorm ở đây nghĩa là gì? Bão, nhỉ? Cơn bão, đúng không? Rồi, led to thunderstorm. Rồi, bây giờ họ sẽ kiểm tra các bạn kiến thức về cái gì đấy? Hả? Đại từ quan hệ tiếp, đúng nhỉ? Đại từ quan hệ. Thế hầu như bài đọc nào cũng xuất hiện phần đại từ quan hệ đấy nha. Nhớ chưa? Rồi bây giờ các bạn sẽ xét xem cái danh từ đứng trước cái chỗ cần cái đại từ quan hệ này này. Nó là danh từ chỉ gì? Thunderstorm là gì đấy? Hả? Danh từ chỉ vật, sự vật, đúng không? Cơn bão mà, đúng không? Như vậy các bạn sẽ được sử dụng từ gì đây? Which hoặc là gì đấy? Which hoặc that thay thế, đúng không? Trong bốn đáp án này, đây, không có từ that, ở đây chỉ xuất hiện mỗi từ which nên thôi. Rồi các bạn sử dụng luôn từ which cho cô. Dễ, đúng không? Câu này rất dễ. Đến câu số 33. Large cities around the world are adopting strategies to combat this issue. Rồi, các bạn thấy ở đây họ kiểm tra kiến thức về cái gì? Câu 33 này. All for and bus. Rồi, ở đây lại kiểm tra kiến thức về liên từ, đúng không? Rồi, liên từ. Bây giờ các bạn sẽ phải dịch nghĩa của từng liên từ sao cho phù hợp, đúng không? Rồi, các bạn thấy ở đây này. Large cities around the world are adopting. Ở đây có cả cụm chủ vị rồi, đúng nhỉ? SV. Rồi, city issue. Rồi, và sau nó lại là một liên từ, sorry, là một mệnh đề tiếp, đúng nhỉ? SV, đúng không? Như vậy, để nối hai mệnh đề với nhau, đúng nhỉ? Thì các bạn cần liên từ and để nối với nhau nhá. Nối hai câu của mệnh đề. Bởi vì đây là hai câu, đúng nhỉ? Như vậy các bạn sẽ chọn được đáp án nào ở đây? Đáp án C, đúng nhỉ? And. Được chưa? Rồi. Tiếp tục câu số 34, các bạn nhìn vào đáp án này. Và kết thúc, sorry, tiếp tục đến gì đấy? Cái phần chỗ trống này, sau hash, đúng nhỉ? Thì các bạn ở đây cần động từ chia ở dạng quá khứ phân từ với 3 ID, đúng không? Rồi, bây giờ các bạn phải xét nghĩa của từng câu nữa. Sau đó các bạn sẽ làm nó sẽ dễ hơn, đúng không? Rồi. Rồi, tiếp tục các bạn. Thấy cái từ pledge này nghĩa là gì? Cam kết, đúng nhỉ? Và từ pledge này nó thường đi kèm với giới từ gì đấy? Hả? Pledge to do something, đúng nhỉ? Cam kết làm gì, đúng không? Let's do something. Chưa? Còn to commit. Commit ở đây nha, nghĩa là gì? Nghĩa là tận tụy cống hiến, đúng nhỉ? Tận tụy cống hiến. Rồi, tận tụy cống hiến. Từ committed này thì sẽ đi kèm với là to doing something. To doing something, đúng nhỉ? Rồi, tận tụy cống hiến cho việc gì hoặc cho cái gì. Còn từ confess này nghĩa là gì đấy? Thú nhận. Thú nhận, đúng nhỉ? Thú nhận đã làm gì,
Và sau confess là to doing something cộng với verb in nha. Rồi, to require ở đây là yêu cầu nha, yêu cầu. Rồi. Như vậy các bạn thấy này, xét cái cấu trúc ở trên. Ở Singapore hoặc là tại Singapore đúng nhỉ? Thì chính phủ đã như thế nào đây? Ở đây các bạn thấy sau nó là to verb one này. Rồi. To do something đúng không nhỉ? Thì trong bốn cái đáp án vừa nãy đúng nhỉ? Các bạn thấy chỉ có từ nào là cộng với gì đây? To verb được. Sau require thì không cần cộng với cái gì hết đúng nhỉ? Rồi, như vậy câu này các bạn sẽ chọn được đáp án A. Pledge to do something nghĩa là gì đây? Cam kết làm gì? Đúng nhỉ? Ở Singapore thì chính phủ đã cam kết làm gì đây? To transform là gì? Hả? Chuyển đổi đúng không nhỉ? Hoặc là để biến đổi nó thành gì đây? Một cái thành phố gì đây? Trong vườn đúng không nhỉ? Hoặc là thành phố có nhiều vườn đúng không nhỉ? Rồi, tiếp tục đến câu số 35. Đối với phần này là các bạn không cần dịch hết cả bài đâu nhé. Các bạn chỉ cần chú ý cái câu, cái vị trí chỗ trống cần điền ấy, rồi cái câu phía trước nó và câu phía sau nó là căng đúng nhỉ? Hoặc là câu chứa cái từ trống cần điền đó. Các bạn xem cái vị trí cần điền và từ loại cần điền thôi nhá, chứ không cần dịch hết được cả bài đâu, mất thời gian đúng không nhỉ? Rồi các bạn thấy này, câu 35 này, ở đây là x1 là chủ này, đây là vị đúng không nhỉ, và đây có liên kết hai cái mệnh đề đó bằng liên từ and đúng không nhỉ? Ở đây khuyết chắc ở đây là do là cùng chủ từ cho nên người ta sử dụng động từ to be luôn đúng không nhỉ? Như vậy cái câu số 35 này người ta kiểm tra kiến thức về cái gì hả? Kiến thức về cái gì đấy? Sau to, sau động từ này có thể là một danh từ này hoặc là tân ngữ đúng không nhỉ? Như vậy câu này sẽ là đáp án nào? Nhá, các bạn phải dịch đúng không nhỉ? Mỗi người là một khu vườn độc lập đúng không nhỉ? Đây, garden, reading là một khu vườn độc lập và gì đấy? Hả? Và như thế nào đấy? Và là cái gì đúng không nhỉ? Đối với gì đấy? Các loài thực vật và dương sĩ, the firm, dương sĩ kỳ lạ đúng không nhỉ? Là một cái gì đây? Hả? Rồi bây giờ các bạn lại xét đáp án này. Câu A, home đúng không nhỉ? Nhà đúng không nhỉ? Nhà hoặc là nơi trú ẩn đúng không? Nơi trú ẩn. Và sau home thì các bạn cộng với to verb one đúng không nhỉ? Đúng chưa? Home to something or somebody. Nghĩa là nhà hoặc là nơi ẩn, trú ẩn, ngụ cư của ai đó, đúng nhỉ? Còn house này là ngôi nhà, đúng nhỉ? Ngôi nhà. Rồi tiếp tục land là đất đai, đúng không? Rồi, hoặc là vùng đất, đúng nhỉ? Play là nơi trốn. Rồi, như vậy các bạn thấy xét sau với câu 35 này lại có cấu trúc này, to verb one, đúng chưa? Rồi, to verb one. Thì các bạn thấy trong bốn đáp án này chỉ có đáp án A thì có cộng với to verb one thôi, đúng không? Những cái từ kia là danh từ, thế thôi. Rồi như vậy các bạn nhìn lại qua một lượt cái phần kiến thức họ kiểm tra ở cái phần trích đề thi chính thức năm 2018 nhỉ. Thứ nhất, câu 31 các bạn thấy họ kiểm tra về giới từ, đúng không? Giới từ. Thứ hai là đại từ quan hệ. Rồi thứ ba là liên từ. Đấy, cứ quanh quẩn ở những cái trường hợp đấy thôi. Thứ tư là động từ ở dạng verb 3 ed, đúng chưa? Và thứ năm là họ kiểm tra về gì đấy, phần danh từ và có cấu trúc to verb 1, đúng chưa? Rất là dễ đúng nhỉ? Rồi tiếp tục nha, các bạn like và share nhiều dùm cô nha. Thấy khó quá hả, căng thẳng quá hả? Hôm nay xem đề minh họa thì các bạn thấy nó cũng không có khó lắm đâu, nhưng mà nếu mà chủ quan thì cũng không được điểm tối đa đúng nhỉ? Đề minh họa các bạn lưu ý này, nhìn vào những môn khác thì cô không để ý nhé, nhưng mà riêng môn tiếng Anh này là hầu như tất cả các phần chuyên đề ngữ pháp đều giữ lại hết nhé, không có lược bỏ phần nào hết, chỉ có giảm mức độ khó đi một xíu thôi nhé. Được chưa? Giảm mức độ khó đi một xíu, đấy là đề minh họa. Còn các chuyên đề ngữ pháp thì vẫn giữ nguyên, cho nên là các bạn không có bỏ phần nào hết ấy. Được chưa? Rồi cố gắng đến phần bài số 3. Căng thẳng quá không à? Lăng giật cấp 77. Rồi Hồng Khanh cứ từ từ, cô có chứ, cô đang soạn tài liệu cho các bạn sẽ có hẳn một cuốn luôn đầy đủ các chuyên đề chắc chắn xuất hiện trong đề thi trung học phổ thông quốc gia nhá.
khoảng giữa hoặc cuối tháng 4 là cô sẽ phát hành cái cuốn đó, các bạn cứ yên tâm. Nghe chưa? Rồi, ủa sao nhiều bạn không nhận được thông báo hả? Rồi, cố gắng lên nhá. Rồi. Hôm nay like và share ít thế nhở? Các bạn không tập trung học à, hay là đăng mãi xem chữa đề minh họa ở bên nào nữa? Cứ học đi, cứ tập trung theo cô đi, sau đó là lần sau cô sắp xếp được thì cô sẽ chữa đề minh họa cho các bạn nhé. Rồi. Vừa lấy cô định chữa đề minh họa luôn nhưng mà cô không có kịp in bài. Vì máy in thì cô hỏng rồi, cô toàn phải ra tiệm photo in ấy, mà tiệm photo bây giờ họ đóng cửa rồi. Nha. Rồi. Không trở tay kịp luôn. Rồi các bạn chuyển sang bài số 3. Trích đề thi minh họa nha, năm 2019. Đề minh họa năm 2019, mã đề 001. Được chưa? Rồi. Cái phần này cũng tương đối dễ nhá. Rồi bây giờ các bạn nhìn vào đáp án cho cô này. Cô cho 25 nhìn những cái từ đáp ở đáp án này đây, các bạn xác định luôn đây là họ kiểm tra kiến thức về liên từ đúng không? Rồi, câu 26 là kiểm tra kiến thức về đại từ quan hệ. Từ nãy giờ kiểm tra hầu như bài nào cũng liên từ, cũng có liên từ và đại từ quan hệ luôn, đúng nhỉ? Câu 27 là họ kiểm tra về cái gì hả mấy đứa? Đọc kỹ xem nào. Câu 27 vị trí của cái từ cần điền. To be rồi đến trạng từ, đúng nhỉ? Có thể là động từ, đúng nhỉ? Động từ, đúng không? Rồi. Tiếp tục. Câu 28. Câu 28 này xem vị trí cần điền của nó xem nào. Anos, rồi động từ, cần một động từ ở verb ing đúng không? Cái này động từ đúng nhỉ? Có thể ở dạng verb ID nữa đúng không? Rồi. Tiếp tục. Câu 29. Các bạn thấy này, vary, variety, various. Ở đây là gì đây? Từ loại. Đúng không? Từ loại. Được chưa? Rồi, giờ các bạn sẽ đi vào làm từng câu. Câu số 25, is e, đúng nhỉ? Rồi, muốn biết is e, sau đó là có dấu phẩy thì đến cái gì thì các bạn phải đọc đi vế trước, đúng nhỉ? Được chưa? Rồi. Advanced Emote by Technologies. Câu này dịch là gì? Hả? Những tiến bộ công nghệ, đúng nhỉ? Và các cái gì đấy? Trang web xã hội, đúng nhỉ? Mạng lưới xã hội. Có nghĩa là chúng ta gì đây? Dành nhiều thời gian vào việc online, đúng nhỉ? Vào việc online hơn bao giờ hết, đúng không? Nếu như Facebook là một gì đấy? Là một quốc gia, đúng nhỉ? Rồi, các bạn thấy này. Nếu như Facebook là một quốc gia thì nó sẽ như thế nào đây? Hả? Nó sẽ là cái thế giới thứ ba, đúng nhỉ? Nó sẽ là thế giới thứ ba trên thế giới mà có dân số đông, đúng nhỉ? Theo cái tờ báo kinh tế năm 2010, đúng nhỉ? Rồi. Như vậy hoặc vì vậy không hề ngạc nhiên, đúng nhỉ? Như vậy các bạn thấy cái từ nào là phù hợp ở đây? Hả? Từ why là trong khi, không phù hợp nghĩa, đúng không? Rồi. Từ however là tuy nhiên. Rồi. Tiếp tục, despite là mặc dù, đúng không? Mặc dù. Rồi, therefore là vì vậy, đúng không? Rồi. Như vậy, các bạn sẽ là, nếu như Facebook là một quốc gia, đúng nhỉ? Thì nó sẽ là thế giới thứ ba đông dân nhất, đúng nhỉ? Như vậy hoặc là vì vậy, đúng chưa? Không có gì đáng ngạc nhiên, được chưa? Vì vậy, câu này sẽ là đáp án D, được chưa? Rồi. Tiếp tục đến câu 26. Điền đại từ quan hệ đúng nhỉ? Các bạn nhìn xem câu 26 này. Rồi các bạn thấy này. Just young people, từ chỗ này young people are losing their offline friends to online friends. Câu này dịch là gì đây? Cái những cái phê bình lớn nhất đúng nhỉ? Được chưa? Ở trên mạng xã hội là những gì đây? Là những người trẻ có từ giác này, sau đó là mệnh đề này. Là những người trẻ đang mất dần đi những người bạn online, đúng nhỉ? Đang mất dần đi những người bạn gì đấy, online thay vì những người bạn offline, đúng không? Rồi. Rồi sao nữa? Hả? Người mà, đúng nhỉ? Các bạn thấy online friend. Ở đây là danh từ chỉ người, đúng không? Chỉ người, bạn bè. Cho nên các bạn sẽ điền
Thì đây, đại từ quan hệ thay thế cho danh từ chỉ người, đúng không? Rồi các bạn lại what, vì đây là từ để hỏi về hành động này. Rồi các bạn loại C. Rồi bây giờ còn B và D, đúng nhỉ? Bây giờ các bạn muốn sử dụng B hoặc D thì các bạn phải nhớ lại công thức, đúng nhỉ? Cái phần ngữ pháp, đúng không? Thư Sương đây làm chậm chậm đi nhá em, để cho các bạn ấy làm cùng với, bởi vì không phải ai cũng học tốt như em đâu. Rồi, sau who các bạn nhớ cho cô. Sau who là có thể cộng với chủ ngữ, vị ngữ hoặc là gì đây, cộng động từ. Còn sau anh whom này thì chỉ là cộng với chủ ngữ và vị ngữ thôi, đúng nhỉ? Bây giờ người ta sẽ cho các bạn dấu hiệu để các bạn tìm này. Rồi, câu 26. Oh friends, rồi set cái từ mà phía sau cái chỗ chấm phần điền là động từ to be a là verb. Như vậy các bạn sẽ loại luôn được cả luôn đáp án D, đúng nhỉ? Bởi vì sau whom này chỉ phải bắt buộc phải có chủ từ cộng động từ. Còn sau who này các bạn có thể cộng với động từ luôn được. Vì vậy câu này sẽ là đáp án B, đúng không? Rồi dịch tiếp này. Những người bạn online, người mà như thế nào đây? Hả? Làm sao đây? Người mà không thể cung cấp hoặc giúp đỡ sâu hơn và hỗ trợ tinh thần sâu hơn, đúng nhỉ? Rồi, đến câu 27. Các bạn hãy phân tích cấu trúc này. This criticism, chủ từ, động từ, ở đây là trạng từ nhấn mạnh, đúng không? Rồi, các bạn cần một cái gì đấy? Hả? Câu 27 các bạn cần từ loại gì? Kiến thức về từ vựng á, đúng nhỉ? Đúng chưa? Generally, kiến thức về từ vựng này. Từ vựng. Rồi. Kiến thức về từ vựng. Ở đây các bạn thấy bốn đáp án này đều xuất hiện tiền tố un nghĩa là mang nghĩa phủ định rồi, đúng không? Rồi giờ xét nghĩa. Uninvolved. Uninvolved ở đây nghĩa là gì? Hả? Bốn cái này đều là tính từ, đúng không nhỉ? Bởi vì ở trên này các bạn thấy sau to be này, sau trạng từ ở đây cần một tính từ ở đây. Đúng chưa? Rồi. Uninvolved nghĩa là gì? Không bao gồm, đúng không nhỉ? Không bao gồm. Rồi. Tiếp tục. Unequal là không công bằng. Đúng nhỉ? Không công bằng. Hoặc là không gì đấy, cân bằng, đúng nhỉ? Rồi. Unsatisfied là không ổn định. Không ổn định. Rồi. Unfounded là không có căn cứ. Đúng chưa? Không có căn cứ. Rồi. Các bạn dịch này. Tuy nhiên, rất nhiều gì đây, nhà nghiên cứu hoặc là rất nhiều gì đây nghiên cứu cho thấy, đúng nhỉ? Hoặc chỉ ra rằng những cái lời chỉ trích này nói chung là không có gì? Không có hay là không bao gồm hay không công bằng hay không ổn định hay không có căn cứ. Đáp án D, không có căn cứ, nó phù hợp nghĩa hơn, đúng nhỉ? Không có căn cứ. Được chưa? Rồi. Tiếp tục đến câu 28. Nha. Câu 28 này các bạn thấy động từ ở đây đều ở dạng verb in hết, đúng nhỉ? Chưa? Câu 28 họ sẽ kiểm tra kiến thức động từ dạng verb in, hay cụ thể hơn đây chính là kiến thức về từ vựng, đúng nhỉ? Từ vựng. Phần này khó quá nên ít người vào, có thể thấy mấy bạn học khá giỏi giỏi là hay vào thôi. Các bạn cố gắng vào đi nhé. Và học đi, bởi vì các bạn dù học khá hay học giỏi hay học yếu, các bạn đi thi theo một cái đề chung này hết mà, có điều mức độ điểm của các bạn khác nhau thôi. Đúng nhỉ? Chưa? Rồi, như vậy các bạn để làm tốt câu 28 thì các bạn lại căn cứ vào cái gì đây? Cái câu ở phía trước nó một xíu này. Đúng nhỉ? One study by the Pew Internet and American Life Project. Một gì đây? Một nghiên cứu của ông gì đấy? Pew Internet, đúng nhỉ? Được chưa? Và gì đây? Cái dự án American Life, đúng nhỉ? Dự án American Life đã chỉ ra, đúng nhỉ? Hoặc đã thấy rằng, đúng nhỉ? Mọi người không gì đây? Ba chấm này. Bạn bè offline. Gì nữa? Với những gì đấy? Bạn bè gì đây? Online, đúng không? Rồi. Nhưng đang sử dụng chúng để hỗ trợ các mối quan hệ bên ngoài. Đúng nhỉ? Như vậy các bạn thấy này, mọi người đã nhận thấy rằng nó không gì đây. Hả? Từ making, make ở đây là làm, đúng nhỉ? Rồi, make là làm. Rồi, providing là gì? Cung cấp. Đúng không? Cung cấp. Rồi, dịch nghĩa, đúng không? Combining. Combining là kết hợp. Rồi, substituting là thay thế. Thay thế. Thay thế với ai, đúng không? Với ai. Và cái từ substituting này, nó thường thường đi kèm với gì đấy? Somebody with.
somebody, nghĩa của nó là thay thế ai với ai, đúng không? Như vậy các bạn hãy xét ở trong câu đề bài, ở đây có cấu trúc này, with đây, with, đây là somebody, with này, đây somebody. Như vậy nó sẽ rơi vào trường hợp là các bạn phải chọn đáp án D cho cô. Nhớ nhá, nếu như trường hợp nó cho đều cùng một từ loại thì các bạn phải đọc kỹ xem từ nào có thể thay thế hoặc là đi với cấu trúc gì đặc biệt nữa, đúng không nhỉ? Ở đây thì họ sẽ có cái dấu hiệu để cho các bạn nhận biết, hiểu chưa? Rất là dễ thôi, không khó đâu. Câu 29, các bạn Thu Sương làm tương đối tốt nha. Chào Khang nha, Khang bây giờ mới vào hả? Đi bán vé số bằng tiếng Anh bán cho người nước ngoài, đi đâu về nhỉ? Em thiếu điểm 3,4 năm rồi cô. Cố lên nhé Khang. Rồi, tiếp tục đến câu 29. Câu 29 này, các bạn thấy ở đây họ kiểm tra kiến thức về từ loại đúng không nhỉ? Rồi bây giờ xét ở câu đề bài. So we said, bây giờ các bạn lại phải xét ở phía trên đã. The study forest social less work or allow us to have a discussion with, cho đến từ a wide. Rồi. Nghiên cứu đúng nhỉ? Nghiên cứu, the study ở đây là nghiên cứu, nhớ chưa? Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng các mạng xã hội làm sao để cho phép chúng ta thảo luận một nhóm, đúng không? Thảo luận với một nhóm người thì đấy, đa dạng hơn nhiều so với thế giới thực, đúng không? In the real world là thế giới thực. Vì vậy chúng ta có gì đấy? Thể chia sẻ kiến thức, đúng không? Với mọi người từ ba chấm này, những gì đấy? Nền tảng khác nhau, đúng không? Rồi các bạn thấy có thuộc từ a wide và có giới thiệu ở thì các bạn thường thường nha. A wide ở đây là là mạo từ rồi, wide ở đây là tính từ, các bạn cần một danh từ ở đây, đúng không? Như vậy trong bốn đáp án ở đây nha, thì các bạn thấy từ nào là danh từ hả? Nhìn vào đây có đuôi ly này, đáp án D là David ngay là trạng từ, đúng không? Rồi còn đuôi C, various ở đây là tính từ, đúng không? Các bạn cũng loại. Rồi they are very là verbs, loại. Còn lại đáp án B, vì các bạn đang cần thì danh từ ở đây mà. Trước of và sau tính từ why, các bạn cần danh từ, đúng nhỉ? Hiểu rõ phần này chưa? Like và share nhiều giúp cô nhé. Rồi, cố gắng lên. Rồi, mấy đứa không có vào Google dịch nhé, tự làm xem nào. Như vậy qua cái phần bài đọc số 3 này, các bạn thấy họ kiểm tra kiến thức về liên từ, đại từ, quan hệ từ vựng và từ loại, thấy chưa? Rồi. Chắc chắn là các bạn phải cố gắng ăn điểm ít nhất là 3 cái câu mà nói về liên từ, đại từ, quan hệ nhá. Thấy chưa? Còn phần từ vựng là do gì đấy? Cái phần từ loại này các bạn cũng phải cố ăn điểm luôn này. Còn phần từ vựng như cô đã nói lúc đầu á, là do cái vốn từ vựng của các bạn nhá, phụ thuộc vào vốn từ vựng của các bạn. Thấy chưa? Rồi. Rồi đến bài số 4. Cycling in the countryside. Ở đây là cái phần mà cô biên soạn cho các bạn nhé, mở rộng thêm. Rồi. Các bạn đã làm đến câu số 4 này xong hết chưa? Hả? Rồi. Ở đây có 5 câu từ 61 đến 65 đúng không nhỉ? Bây giờ các bạn thấy này, ở câu 61 này, sau su này chắc chắn là verb rồi, đúng không nhỉ? Bây giờ các bạn nhìn đáp án xem. Bốn đáp án đều là động từ hết, đúng không? Đây là kiểm tra kiến thức về động từ, đúng chưa? Rồi, như vậy các bạn lại xét nghĩa của nó nha. Từ break, break ở đây là gì? Bẻ gãy, làm vỡ, động từ, đúng không? Bẻ gãy, làm vỡ. Rồi tiếp tục, từ take ở đây là gì? Là lấy, đúng không? Rồi, tiếp tục, make là gì? Làm, đúng không nhỉ? Từ do cũng là làm. Ở đây họ sẽ cho các bạn phân biệt sự khác nhau giữa make và do luôn, đúng không nhỉ? Các bạn có cái cụm từ nhá. Rồi, cô cho các bạn ghi này. Cụm từ break. Rồi, đi kèm với từ record. Nghĩa là gì? Phá vỡ kỷ lục. Phá vỡ kỷ lục, đúng không nhỉ? Rồi như vậy các bạn nhìn ở trên đề bài này, nếu bạn nào tinh ý thì các bạn nhìn thấy ngay. Sau su này là verb rồi, thì các bạn thấy có từ record, or record, đúng không nhỉ? Như vậy nó sẽ thuộc cấu trúc là gì đấy? Hả? Break, record, đúng không nhỉ?
Vậy như này, ở đáp án này các bạn sẽ chọn ngay được đáp án nào? Đáp án A, đúng không? Câu này dịch là gì? Chúng tôi không đến đó để phá vỡ kỷ lục, đúng nhỉ? Phá vỡ kỷ lục hoặc là bất kỳ cái kỷ lục tốc độ, về tốc độ nào, đúng nhỉ? Hoặc là để giữ dáng, đúng nhỉ? Get fit là giữ dáng và khỏe mạnh, đúng chưa? Rồi tất cả những gì chúng tôi muốn ở đây đó là gì đấy? Một gì đấy? Tận hưởng một chút không khí trong lành, đúng không? Một chút không khí trong lành và cái gì đây? Hả? Và giải trí sau cái giờ làm việc, đúng nhỉ? Ở trường học, đúng chưa? Rồi, câu số 2. Câu số 2 các bạn nhìn vào câu đề bài này. When rồi đến ai, đúng nhỉ? Như vậy ở đây có từ when là đi. Rồi sau đó là chủ từ, ở đây các bạn thiếu động từ, đúng không? Rồi, các bạn thiếu động từ và xem động từ ở đây nó sẽ chia ở thì nào cho phù hợp nữa cơ, đúng không? Rồi, câu số 2 các bạn thấy này, bốn cái đáp án của câu đề bài. Three ở đây là gì? Hả mấy đứa? Câu số 2. Ray ở đây nghĩa là gì? Ray bình thường nó là danh từ lại thì các bạn sẽ lại luôn đúng không nhỉ? Cuộc đua ấy. Cuộc đua, đúng chưa? Rồi, tiếp tục. Từ raider là động từ chia ở quá khứ đúng không nhỉ? Động từ ở quá khứ, quá khứ đơn đúng không? Racing là chia ở quá khứ tiếp diễn. Đúng không? Had raiders là chia ở quá khứ hoàn thành, đúng không? Quá khứ hoàn thành. Được chưa? Ở đây ta miêu tả một sự việc nha, ta miêu tả một sự việc when I này, were, that's were when I, sự việc đã xảy ra ở trong quá khứ đúng không? Nên các bạn sử dụng thì quá khứ đơn cho cô thôi. Như vậy trong bốn đáp án này, đáp án B là quá khứ đơn, đúng nhỉ? Còn lại ba đáp án còn lại các bạn loại hết cho cô. Rồi tiếp tục câu 64, Racing Boy. Phúc Khang hả? Racing Boy. Ghê Thanh Minh. Rồi, chú ý vào học đi nhé. Mấy Chế, mấy Khánh. Học đi rồi đùa giỡn sau. Nha. Nhớ like và share cho cô đi nha. Mấy đứa hôm nay thấy like và share ít thế. Rồi. Chắc là vừa mới đi học, đi theo dõi live stream để minh họa về mệt quá hả? Cố gắng lên nhá. Rồi, đến câu 63. Các bạn nhìn vào cái phần đề bài này. Câu số 3, đúng nhỉ? We didn't mind. Rồi, chủ từ, rồi đến động từ, dấu phẩy. Rồi, tức là ở trong cái phần số 3 này các bạn cũng cần một cái gì? Hả? We didn't mind có chủ từ bị động từ rồi. And we shouldn't. Các bạn, thì đây, thấy trước đó là một dấu phẩy, các bạn có thể cần một liên từ ở đây. Đúng nhỉ? Liên từ. Trước nó dấu phẩy, đúng nhỉ? Thì các bạn thấy từ nào? Hả? But được, đúng nhỉ? And được. Cái câu số 3 này các bạn thấy từ nào? Hả? Đọc kỹ nhá. Bây giờ cô giải nghĩa liên từ này. 63 đọc nghĩa. Although là mặc dù, đúng nhỉ? Mặc dù. Rồi. So là gì đấy? Hả? Dù phải thế nhưng, đúng nhỉ? Rồi tiếp tục. However, tuy nhiên. Tuy nhiên. Rồi, tiếp tục instead là thay vì, đúng nhỉ? Thay vì. Mà sau instead này là phải cộng với từ of cơ, đúng nhỉ? Nên các bạn loại luôn D ngay từ đầu, đúng chưa? Bây giờ các bạn phải căn cứ vào nghĩa của câu, đúng chưa? The words or that were one of, đúng chưa? Rồi. Như vậy câu này các bạn sẽ chọn đáp án nào? Hả? Câu số 3 các bạn chọn đáp án nào? Đọc kỹ lại cho cô xem là although hay là though. Hả? Mặc dù thế nhưng đúng nhỉ? Sau dấu này có thể cộng cái gì đây? Dấu phẩy được hoặc trước nó có dấu phẩy được đúng nhỉ? Như vậy cái câu 63 này các bạn sẽ chọn đáp án B nhá. Thế nhưng câu này dịch nghĩa là gì? Hả? Căn cứ vào nghĩa của câu ấy. Các bạn sẽ phân vân giữa gì đây? Giữa A và B đúng không? Còn C và D thì loại luôn ngay từ đầu rồi đúng không? Rồi. Nhưng mà các bạn phải căn cứ vào nghĩa của câu đúng không? Row thì có thể gì đây? Đứng sau dấu phẩy nhá. Ê, row là trước row có dấu phẩy được. Nhớ chưa? Cô vừa ghi lúc nãy thế này. Nhớ chưa? Còn sau on row thì không cần dấu phẩy gì hết đấy. Nhớ chưa? Là một mệnh đề thôi. Nhớ chưa? Rồi sao nữa? Và nó có chức năng làm trạng ngữ nhá. Trạng ngữ trong câu như vậy ở đây. Nó có thể
Đây nó là liên từ và có chức năng làm trạng ngữ trong câu. Trạng ngữ trong câu. Vậy các bạn chỉ được chọn đáp án B thôi nhá. Cái phần này nó hơi rối, hơi khó một xíu. Câu này dịch nghĩa là gì? Hả? Có nhiều gì đây? Có nhiều ánh nắng đúng nhỉ? Và mùa xuân ấm áp đúng không? Nhưng trời thì khá lạnh đúng nhỉ? Đúng chưa? Nhưng trời thì khá lạnh này. Đặc biệt là gì đây? Vào buổi sáng đúng không? Và gì đây? Chúng tôi ấm lên ngay sau đó nhỉ? Ấm lên ngay sau đó. Soon, warm up. Khi chúng tôi đạp xe dọc theo con đường, đúng chưa? Ride along á, nhớ chưa? Ride along the way, nhớ không? Rồi, đến câu 64. Câu 64 các bạn thấy này. Which soon goes. Which soon goes. Ở đây which là chủ từ rồi. Cái này là trạng từ nhấn mạnh đúng nhỉ? Đây là verb. Rồi cái từ boring đúng nhỉ? Rồi các bạn lại cần một cái gì ở đây? Cần một kiến thức gì ở đây đây? Kiểm tra về cái gì đây? Trạng từ tiếp để nhấn mạnh đúng nhỉ? Bổ nghĩa cho cái từ boring này này. Đúng chưa? Ờ, như vậy các bạn sẽ lại phải dịch nghĩa của bốn cái đáp án. The highly là gì đây? Rất cao đúng nhỉ? Hoặc là rất cao. Đúng chưa? Totally là hoàn toàn. Hoàn toàn. Rồi, fairly là khá đúng nhỉ? Rồi. Cái này đọc là gì đây? Merely hoặc là merely. Merely đúng nhỉ? Trạng từ. Chỉ đơn thuần. Đúng chưa? Bây giờ các bạn sẽ phải dịch nghĩa của nó này. All the locals từ chỗ này. Tất cả người dân ở địa phương thì thực sự là đã rất là thân thiện đúng không nhỉ? Tuy nhiên, hầu hết các địa điểm mà chúng tôi dừng lại đều phục vụ thì đây, khoai tây đúng không nhỉ? Chip và khoai tây. Được chưa? Khoai tây chiên với các bữa ăn. Rồi. Điều này nhá, từ which ở đây là thay thế cho hẳn mệnh đề phía trước đấy, đúng không nhỉ? Đây, hẳn mệnh đề phía trước. Which là điều này. Điều này nhanh chóng trở nên gì đây? Boring, nhàm chán, đúng không? Như vậy câu này các bạn sẽ chọn đáp án nào đây? À, trở nên khá nhàm chán. Câu này sẽ chọn đáp án C nhá. Boring, khá nhàm chán. Chưa? Câu 65. Các bạn nhìn vào đây, thấy là một cụm tính từ hết đúng không nhỉ? Rồi, nhìn vào cả đề bài luôn. Phân tích cấu trúc. We là chủ này. Were tired. Verb là tính từ. Liên từ and liên kết. Các bạn cầm một cái tính từ ở đây đi để cho nó đồng vị ngữ. Sorry, đồng vị trí với cái từ tired này. Đúng không? Rồi, như vậy các bạn cầm một tính từ nhá. Tính từ. Được chưa? Adjectives. Rồi bây giờ các bạn lại xét nghĩa của từng cụm này. Bad temper. Rồi, bad temper là gì? Dễ nổi giận đúng nhỉ? Dễ nổi giận, bực bội. Rồi, short temper là gì? Hay cáu. Hay cáu gắt mà không cần lý do. Mà không cần lý do, đúng chưa? Rồi, even temper là bình tĩnh, điềm đạm. Chưa? Điềm đạm. Rồi, good temper là thuần tính. Thuần tính, tốt tính. Được chưa? Rồi, giờ các bạn lại căn cứ vào nghĩa của câu nữa này. One night we were broken as. Rồi, cho đến hết, cho đến chỗ cần điền nha. Cô dịch này. Một đêm hoặc là một đêm nọ đúng không nhỉ? Chúng tôi đã bị đánh thức vào lúc 4 giờ sáng bởi gì đấy, một nhóm người hâm mộ bóng đá, rugby fans đúng không nhỉ? Hoặc là bóng bầu dục cũng được, bóng bầu dục đúng không nhỉ? Cái từ này là bóng bầu dục thì nó phù hợp hơn. Đang hát lớn ở hành lang đúng không nhỉ? Của khách sạn đúng không? Và chúng tôi thì đã rất là mệt mỏi và như thế nào? Bực bội đúng không nhỉ? Bực bội. Đúng chưa? Bực bội là đáp án nào đây? Đáp án A. Bad temper. Rồi. Rất bực bội khi chúng tôi thấy gì đây? Khi chúng tôi gì đây? Khởi hành vào sáng hôm sau thì chúng tôi gì đây? Gần như là bị gì đây? Lạc đường đúng không nhỉ? Gần như là bị lạc đường. Đúng chưa? Get lost or got lost. Rồi. Nhưng chúng tôi đã nhanh chóng gì đây? Nhưng chúng tôi đã nhanh chóng cảm thấy vui vẻ hơn khi mặt trời gì đây? Ló ra đúng không nhỉ? Ló ra. Được chưa?
Như vậy là qua cái phần đọc điền từ này các bạn thấy có khó không? Hả? Khó hay không? Ờ, huyết quỷ, I don't know sis. Ủa, tao biết đúng không trời? Hôm nay hay mấy đứa hình như vào đây chém gió nhiều ấy nhở? Là sao học phải nghiêm túc nha. Hôm nay cô cũng nghĩ là các bạn đi xem các livestream ở các cái môn khác nữa, bởi vì đang hot đề minh họa mà. Hôm nay lượt chia sẻ hơi bị ít ấy, các bạn cố gắng bây giờ xong cái phần đọc hiểu này rồi nhá, đọc điền từ, sorry, phần hướng dẫn đọc điền từ rồi thì cô sẽ sửa tiếp cái phần từ vựng nhá, sửa tiếp cái phần từ vựng hôm trước ở cái bài hôm trước á, thì các bạn cố gắng theo dõi. Mà trong lúc chờ đợi cô lấy tài liệu của cái phần từ vựng đó thì các bạn share cho cô đi, mỗi bạn chia sẻ cho cô một lượt, ít nhất là một lượt đi, rồi tắt tên các bạn mình vào. Cái phần này nó hơi khô một xíu nhá, cái phần này để lâng bên điểm mà. Những mấy bạn nào mà học khá với trung bình khá là các bạn hơi oải cái phần này đấy, bởi vì các bạn nghĩ phần này rất là khó đúng không, nhưng mà cứ học mấy cái mẹo này của cô đi là ok nhá. Rồi phải trau dồi vốn từ vựng liên tục, very khó đúng không, very khó thì mới phải học chứ. Ờ đúng rồi. Thế giờ tranh thủ đợi cô lấy cái tờ phần từ vựng kia ra thì mấy đứa share cho cô đi nhá, mỗi bạn share cho cô một lượt đi nha, và nhớ lên kênh YouTube mà xem lại nha. Được chưa? Đừng có lãng quên. Học bài nào sò bài đấy luôn. Quên là thôi rồi, lượm ơi đấy. Và cô cũng chịu, cô cũng bó tay thôi. Các bạn có giữ cái tờ tài liệu hôm trước không? Hôm trước cái phần bài số 5 mà cô cho cái từ vựng về chủ đề giáo dục á. Nhớ không? Ừ, chủ đề giáo dục á. Có ai mang đi không? Bài này bữa nay tôi dạy bồi dưỡng học sinh giỏi nha. Nè, các Khánh ơi, cái phần này không có khó đâu. Tại các Khánh lười và cứ nghĩ nó khó thì nó sẽ khó thôi. Khó qua cũng nản mà dễ qua cũng nản. Tiếng Anh nó là như vậy đấy mấy đứa, cố gắng lên nhá. Khó quá hả? Cố gắng nha. Chứ biết sao bây giờ. Nó sắp sáng nó xuất hiện rồi. Like và share nhiều giúp cô một xíu nha. Hôm nay các bạn mải mê với bộ đề minh họa quá, quên hết cả cô rồi. Phải yêu thương nhau mọi lúc mọi nơi chứ. Nếu đã buồn chứ nhỉ. Em không có đang ở nhà. Khang đi đâu vậy? Khang đi tán gái à? Này đi tụ tập là công an họ bắt đấy nha. Nghe chưa? Tú túc. Tú túc ở đâu? À. Huyết quỷ mới thì đơn giản đấy, nhớ mà học thì lại không nhớ. Vậy là phải kiểm tra lại kiến thức của mình đi mấy đứa. Bữa nay cô dạy một dẫn học sinh giỏi nha. Cố gắng lên nhá, học sinh giỏi hay là học sinh yếu thì cũng cần phải học cái này hết. Các bạn mà cứ lụi thì cái tỷ lệ mà trúng nó đúng nó khó lắm. Ở đây có một số phần thì các bạn sẽ làm được mà ít nhất là 3 câu, các bạn phải cố gắng lấy điểm 3 câu. Còn những bạn nào ven 8 hay 9 là các bạn phải lấy trọn vẹn. Nha. Gái chứ cô ơi, từ nay còn sáng, fan Phúc Kha. Ok, vậy là tốt đấy nha. Cứ tập trung vào học thì tính sau. Sau này học giỏi này, có công việc ổn định này, kiếm được nhiều tiền thì không cần đi tán gái nó theo đầy, không biết lựa chọn cô nào đúng không? Kể cả các bạn nữ cũng vậy đúng nhỉ. Học giỏi có công việc ổn định, đúng nhỉ? Có chỗ đứng trong xã hội là không cần phải lo lắng gì hết. Già rồi vẫn có người lấy, yên tâm, không bao giờ bị ế đâu. Nha. Ờ, cố gắng. Nói chung là bây giờ tuổi của các em là cố gắng học tập, xong là đỗ được đại học, chọn cái nghề nó phù hợp, sau đó là các bạn ra trường kiếm được việc làm ổn định, sau đó là yêu một vài năm rồi cưới, yêu một người thôi chỗ đỡ vất vả nhá, yêu nhiều đau khổ lắm nhá, yêu nhiều mà lấy được với nhau, đến được với nhau thì mới quý nha, cố gắng. Rồi bây giờ các bạn sẽ đi vào phần sửa bài tập của cái phần từ vựng hôm trước, các bạn còn nhớ không nhỉ? Chắc có Thu Sương là nhớ nhất, vì chiều hôm nay Thu Sương có hỏi cô là hôm nay cô có sửa phần từ vựng đấy không, đúng không Thu Sương? Thu Sương còn online không? Ờ, quá khó. Rồi cố gắng nha. Quỳnh Trang rất là dễ thương đó nhỉ. Nhật Anh, Nguyễn Thanh Minh đấy, những bạn này rất là dễ thương. Phúc Khang, các bạn cứ fan cứng cho cô nhiều, nhớ là dành một phút like và share cho cô nhé.
cho các bạn bạn khác biết đến để còn học nhiều, đông vui thì nó mới vui chứ, tương tác nhiều đúng không, có động lực chứ. Rồi ok, bây giờ các bạn chuyển vào bài số 5 hôm trước nha, cô cắt phần này đi này. Rồi có căng thẳng quá không, cố học một lúc nhá. Ở đây có tổng thể là bao nhiêu câu nhỉ, hôm trước cô sửa phần này rồi, bây giờ còn phần này từ câu 21 cho đến câu 50 lận. Ồ như vậy các bạn cố gắng học xong là đến khoảng 10 giờ rưỡi mà cô chưa kịp xong thì đến sửa đến câu nào thì học đến câu đó nhé, còn bao nhiêu để lần sau còn thời gian cô lại sửa tiếp nhé, không sợ trễ quá nhé. Sao xương vẫn chưa được phanh cứng nhỉ? Những Quỳnh Trang đụng vào gái phải chết cô ạ. Dễ thương quá ha. Cô cũng không biết nữa, thôi cứ cố gắng tích cực like và share đi, dần dần sẽ được fan cứng nhé Thu Sương. Rồi, sớm muộn thì em cũng sẽ được fan cứng thôi nếu như em cứ tiếp tục duy trì nha, cứ bình tĩnh. Rồi bây giờ cô sửa. Thôi mệt học không nói chuyện tiếp nữa cô. Thôi mệt học không nói chuyện nữa tiếp đi cô ơi. Ok nha, huyết quỷ nha. Rồi bây giờ các bạn vào học này, phần từ vựng. Hầu như bạn nào cũng kêu phần từ vựng khó do vốn từ thôi đúng không nhỉ? Cái từ chúng ta, cái này nó phải là một quá trình trau dồi chứ không phải là ngày 1, ngày 2 mới được đâu nha, là được đâu. Rồi bây giờ đến câu 21, Thu Sương đã trả lời luôn được rồi đấy. Rồi câu sửa câu 21. Câu 21 này, các bạn thấy ở đây có xuất hiện to be này, the most. Ở đây là phép so sánh nhất đúng không nhỉ, cô viết tắt nhé, so sánh nhất. So sánh nhất của gì đây, tính từ, vì nó xuất hiện to be này này, đúng không? So sánh nhất của tính từ. Rồi tính từ. Rồi các bạn tìm xem ở đây từ nào là tính từ đúng không? Rồi tất cả bốn từ này đều là tính từ thì chúng ta lại phải dịch nghĩa thôi, đúng nhỉ? Rồi respectable ở đây nghĩa là gì đây? Hả? Đáng kính. Đáng kính, đáng tôn trọng đúng nhỉ? Đáng kính và đáng tôn trọng. Rồi respected ở đây là tính từ là được. Được tôn trọng, kính trọng. Cô viết tắt nhé, viết ngoáy nhé, hơi xấu xíu. Câu C, respected là gì đây? Riêng từng cái tương ứng. Riêng từng cái tương ứng. Rồi tiếp tục. Câu D, respectful. Đây cũng là tính từ, bốn cái đều là tính từ phải dịch nghĩa. Cái này là lễ phép, kính cẩn. Đúng chưa? Rồi bây giờ các bạn căn cứ vào nghĩa của câu nữa. My math teacher là thầy giáo hoặc cô giáo dạy toán, hoặc là giáo viên dạy toán của tôi là một trong những người nhỉ, như thế nào nhất ở trong các nhân viên ở trong nhà trường, đáng kính nhỉ, đáng kính nhất. Như vậy các bạn thấy đáp án nào là phù hợp? Đáp án A đúng chưa, phải dịch nghĩa. Trường hợp này nó cùng từ loại phải dịch nghĩa rồi đúng không? Rồi câu số 22. Số 22. Rồi ở đây họ yêu cầu điền mạo từ đúng nhỉ, kiến thức về mạo từ, nhớ gì về mạo từ không mấy Khánh hả? Permission ở đây là sự cho phép đúng không? Rồi permission các bạn thấy ở đây danh từ, đây là danh từ trừu tượng, danh từ trừu tượng đúng nhỉ, cho nên nó thuộc nhóm danh từ trừu tượng thì các bạn không dùng mạo từ. Không dùng mạo từ. Vì vậy các bạn sẽ chọn luôn đáp án D cho cô, đúng chưa? Rồi permission là sự cho phép á, nhớ không? Tôi vẫn cứ tự hỏi hoặc băn khoăn nếu như tôi có đang đúng, đúng nhỉ? Có đang đúng gì đây? Hả? Khi xin phép hoặc khi hỏi bố tôi cho tôi nghỉ học, đúng nhỉ? Nghỉ học hay không? Được chưa? Như vậy câu này đáp án D nha. Rồi 22D đúng rồi Quỳnh Trang. Câu 23. Rồi for playing. Các bạn thấy này, câu 23 tất cả gì đây? Cái chỗ này, bốn từ này, các bạn thấy này, đều là gì đây? Tính từ hết đúng không? Tính từ, bốn từ loại. Bốn từ này đều là tính từ, nhưng riêng cái từ chuẩn, sorry, cái từ chuẩn này có thể vừa là danh từ vừa là tính từ đều được nhá. Được chưa? Rồi, run away này cũng có thể là vừa là danh từ vừa là tính từ này, đúng chưa? The option này là tính từ. Còn
Từ này đọc là gì đây? Triage đúng nhỉ? Triage là danh từ được. Như vậy là ở đây các bạn cần cái từ loại gì ở đây? Cần một cái danh từ hoặc cái tân ngữ ở đây đúng không? Rồi. Bây giờ các bạn đọc cái câu này nghĩa này. Tôi gì đây? Cậu bé đúng nhỉ? Cậu bé bị phạt, were punished là bị phạt vì cái việc for ở đây là vì hoặc là bởi nhá, chứ không phải là cho nhá. Sau for là giới từ thì verb in này, cụm từ verb in này. Rồi, vì cái việc trốn gì đây? Trốn tiết vật lý đúng không? Thì các bạn gặp cái cụm từ gì đây? Plagiarized đúng nhỉ? Plagiarized. Rồi, gặp cái từ này chưa? Plagiarized đấy. Là trốn học đúng nhỉ? Được chưa? Như vậy các bạn sẽ chọn được đáp án A. Plagiarized. Play the game, trốn học, đúng chưa? Còn run away ở đây nghĩa là người bỏ chạy, người bỏ chạy ạ, bỏ chạy, bỏ trốn ạ, đúng chưa? Trong cuộc đua thì đấy, hoặc là cái cuộc thảm họa nó đấy, absent ở đây là loại luôn, nghĩa là vắng mặt, đúng chưa? Biết là gì đây, absent thì cũng đi kèm với giới từ from được, đúng không? Nhưng mà ở đây các bạn cần danh từ mà, đúng không? Mà từ absent nó lại tính từ. Ở joyride là gì? Cuộc đi chơi lén lút đúng không nhỉ? Cuộc đi chơi. Các bạn nào đi chơi lén lút trốn bố mẹ bao giờ chưa? Rồi. Các bạn đang cần kiểm tra kiến thức là play đi kèm với từ trốn, được chưa? Rồi, trốn học. Hiểu chưa? Dù nó có giới từ from nhưng không phải là play absent được. Không thể là play in rồi đến absent, absent nó là tính từ mà. Đúng chưa? Rồi các bạn cần danh từ ở đây. Câu số 24. Rồi. Đúng rồi, Xu Sơn học rất tốt. Câu 24. Rồi, các bạn thấy này. Ở đây cần một cái gì? Trạng từ, đúng không? To be này đến trạng từ này rồi đến to female ở đây là gì đấy? Nhấn mạnh tân ngữ giới từ, đúng không? Là tính từ. Rồi, chỉ giới tính. Nhá, các bạn thấy này, thường thường chủ từ. Đây chủ từ đây. Rồi đến cái cụm từ ở nơi trốn đúng không nhỉ? Đến to be đây, đây là động từ và có cái tính từ này, cho nên là các bạn sẽ có một trạng từ để nhấn mạnh, đúng không? Như vậy ở đây bốn đáp án đều là trạng từ, các bạn phải làm gì? Khi trong bốn đáp án nó đều là cùng một từ loại với nhau thì các bạn phải dịch nghĩa hoặc là xem nó có thuộc cái cấu trúc gì đặc biệt hay không. Ở đây các bạn thấy không có cái cấu trúc gì đặc biệt cả mà cần vị trí trạng từ thôi, cho nên phải dịch nghĩa từng câu. Câu A, restrictively là một cách hạn chế, đúng chưa? Rồi. Câu B đọc là predominantly là gì? Cũng là trạng từ luôn đúng không nhỉ? Nghĩa là gì? Phần lớn, chủ yếu. Phần này phải dịch nghĩa đấy nha. Phần lớn, chủ yếu. Câu C đọc là gì? Arbitrarily là tùy tiện, ngẫu nhiên. Được chưa? Tùy tiện, ngẫu nhiên. Rồi, câu viết tắt này. Câu D đọc là gì đây? Spontaneously là thanh thoát, thanh thoát, tự nhiên, không gò bó đúng không nhỉ? Không gò bó. Rồi bây giờ các bạn thấy, bây giờ phải dịch nghĩa của câu ở đề bài đã. Các học sinh sinh viên ở trong gì đây, khu điều dưỡng, khoa điều dưỡng cũng được, đây là sinh viên trong khoa điều dưỡng nhá, nursing department, được chưa? Khoa điều dưỡng thì thường thường ở trong các trường y á, đúng không nhỉ? Hoặc là có một số trường không phải là trường y cũng đào tạo ngành y điều dưỡng luôn, đúng không nhỉ? Phần lớn là gì đây? Phần lớn là females, nữ, giới nữ á, đúng chưa? Như vậy các bạn sẽ chọn được đáp án nào ở đây? Hả? À, mấy đứa? 24 là đáp án B. Predominantly, đúng nhỉ? Rồi, đến câu số 25. Ở đây các bạn thấy họ kiểm tra về phần giới từ, đúng không? Bốn cái giới từ này. Rồi, bây giờ xét câu đề bài. Ở đây các bạn sẽ thấy này, có cấu trúc này. Cấu trúc boost rồi thì đây. Cộng với cái gì đây? Hả? Danh từ. Có cấu trúc này. Boost into frost. Rồi, cấu trúc đây là cụm ngữ cố định nha, boost into frost nghĩa là bắt buộc. Bắt buộc làm gì đúng nhỉ? Thì vậy câu này các bạn sẽ chọn được đáp án A. Đúng chưa? Câu này dịch là giáo dục ở nước Anh là bắt buộc đúng không? Đối với trẻ từ 9 đến 16 tuổi. Đúng chưa? Rồi, put into force, cấu trúc cố định nha. Rồi.
Sương ở trên lớp được Sương ở trên lớp kiểm tra em trường được mấy điểm chứ Sương? Cô thấy em học không đi tốt đấy. Quỳnh Trang, ok. Rồi, Quỳnh Trang học tốt nha. Sương là học rất là tốt và rất là gần như kiểu là một fan rất là trung thành cứng nha, fan cứng luôn. Mà vẫn chưa được công nhận là fan cứng hả? Cứ từ từ thôi nhé Thu Sương. Rồi, em câu 26 cô cũng nghĩ là Sương á, theo cái trực quan với linh cảm của cô là Sương học vững kiến thức đấy nhé. Mai mốt làm thử bài test xem được bao nhiêu điểm nhé. Một hai tuần nữa là sẽ có phần thi thử của tất cả các môn ở trong group mình nhé, trong fanpage luyện thi thương trò của tất cả các thầy cô. Các bạn cố gắng tham gia đầy đủ nhé. Câu 26 à, câu 26 này. Các bạn thấy sau giới từ which, đúng nhỉ? Ở đây này, which sau giới từ thì các bạn thường gặp là có thể là verb in hoặc là danh từ, đúng nhỉ? Have a problem with. Thì như vậy ở trong trường hợp này thì nó sẽ cộng với danh từ. Như vậy các bạn sẽ xét bốn đáp án, bốn đáp án đều là danh từ hết. Lại phải dịch nghĩa, đúng không? Ừ. Câu A đọc là recommendation là thư giới thiệu, đúng chưa? Thư giới thiệu, lời đề cử, đúng chưa? Câu B đọc là mortgage, or mortgage, đúng nhỉ? Là tiền gì đây? Tiền chế thấp, tiền chế thấp. Rồi câu C là đọc là campus, đúng nhỉ? Campus là khuôn viên á, nhớ không? Khuôn viên trường học á, hoặc là khu sân bãi, đúng nhỉ? Khu sân bãi của trường học, trường đại học. Rồi tiếp tục câu D, accommodation là chỗ gì đây? Chỗ ăn ở hoặc là chỗ trọ, đúng nhỉ? Đúng chưa? Rồi chỗ trọ. Rồi như vậy các bạn sẽ phải dịch nghĩa, đúng nhỉ? Sinh viên học xa nhà, những người mà sống xa nhà này, học xa nhà, đúng chưa? Thì thường gặp những cái vấn đề là gì đây? Về gì đây? Chỗ ăn ở, đúng không? Vì các bạn xa nhà thì các bạn thường thường là phải đi. Một là nếu mà bạn nào mà đủ điều kiện thì được vào ký túc trường để ở, còn không thì phải các bạn phải đi thuê nhà trọ, thuê phòng hoặc thuê căn hộ các bạn ở chung với nhau, đúng không nhỉ? Lưu ý là ở chung cùng giới, không phải ở chung khác giới đâu nha mấy đứa. Rồi, như vậy câu 26 là các bạn sẽ chọn đáp án nào? Đáp án D, đúng không nhỉ? Chỗ ăn ở, đúng rồi. Rồi, đến câu 27. Câu 27 này các bạn thấy nha. She took a course in fine art. In fine art là gì? Trong lĩnh vực nghệ thuật, đúng nhỉ? Cô ấy đã tham gia một khóa học trong lĩnh vực nghệ thuật này. Rồi, 3 chấm này. Gì nữa? Với gì, đúng nhỉ? Mục đích là để là bắt đầu cái gì đây? Starting girl là bắt đầu gì đấy? Cái việc kinh doanh của riêng mình về cái việc interiors là design, là thiết kế nội thất nhé. Thiết kế nội thất, đúng chưa? Rồi giờ các bạn xét các đáp án này. With a view to. Rồi. Đây, nhớ nha, cái cụm từ này with a view to sau đó là cộng với động từ ở dạng verb in. Nha, cộng với verb in nghĩa là với mục đích làm gì? Với mục đích làm gì? Được chưa? Rồi, mục đích làm gì? Như vậy các bạn thấy ở đây sau đó là từ starting, đúng nhỉ? Starting ở đây là verb in rồi, đúng nhỉ? Rồi tiếp tục xét đến từ kia một xíu đã. In term of ở đây nghĩa là xét về mặt, xét về mặt. Sau of này cũng có thể là verb in được, đúng nhỉ? Vì nó là giới từ. Rồi bây giờ lại xét nghĩa tiếp. In order to thì cái này sẽ bằng với so as to, nhớ không? Nghĩa là để mà làm gì, đúng không? Rồi with return to là gì đây? Đối với vấn đề gì? Đối với vấn đề gì? Đúng chưa? Rồi, như vậy các bạn thấy này, sao những từ này đều có thể verb in được, đúng không? Sau các giới từ mà vì nó kết thúc bằng gì đây? To được. Nhưng mà in order to, sau in order to này là verb one này. With in with return to cũng vậy là verb one. Còn in term of thì các bạn có thể cộng với verb in được, nhưng mà nghĩa của nó là xét về mặt, nó không phù hợp nghĩa với câu này, đúng không? Vì vậy câu 27 này các bạn sẽ chọn đáp án nào? Đáp án A nhá. Thanh Minh thả nhịp tim thấy cưng ha. Rồi, cô dịch lại một lần nữa câu này này. Được chưa? Cô ấy đã tham gia một khóa học về mỹ thuật, đúng nhỉ?
với mục đích nha, with a view to, với mục đích là để bắt đầu cái việc kinh doanh của riêng mình về việc thiết kế nội thất. Được chưa? Rồi, câu 28. Thả tim, ok, rất là nhiều tim của mình, rất dễ thương nhỉ. Câu 28. Rồi, the university administration. Rồi, các bạn thấy sau su, sau giới từ su ở câu đề bài đúng nhỉ? Là các bạn cộng với một động từ ở verb 1, đúng nhỉ? Đúng không? Rồi, bây giờ bốn đáp án đều là gì đấy? Động từ hết, đúng chưa? Rồi, như vậy các bạn thì phải lại dịch nghĩa của từng từ thôi. Phần từ vựng nó vậy, các bạn phải biết nghĩa của từ, dịch được bài thì nó mới làm được bài. Đa số là như vậy nhé. Trừ trường hợp nó có một số cái cấu trúc cố định, cụm ngữ cố định nhé. Rồi, câu A, maintain, nghĩa là gì? Duy trì, đúng không? Duy trì. Thả tim nhiều cho cô đi. Rồi, embrace là verb, trau dồi, đúng không? Rồi, tiếp tục, facilitate, động từ tiếp, đúng không? Facilitate là làm cho thuận tiện, dễ dàng. Thuận tiện hoặc là dễ dàng, đúng nhỉ? Rồi, ensure là đảm bảo. Thả tim nhiều cho cô nha mấy đứa. Rồi, cô rất là thích những bạn thả tim và like và share giúp cô. Cảm ơn các bạn nhé. Rồi, đây là các bạn lại phải dịch nghĩa của câu 28. Rồi, câu 28 dịch là gì mấy đứa? Các cơ quan quản lý trường đại học, đúng nhỉ? Đang giới thiệu cái gì đây? Các biện pháp mới, đúng nhỉ? Để làm gì, đúng không? Để đảm bảo rằng quá trình tuyển sinh, đây là quá trình tuyển sinh, enrollment process, quá trình tuyển sinh diễn ra một cách trôi chảy, smoothly, đúng không? Rồi, như vậy câu này các bạn sẽ chọn đáp án nào đây? Để đảm bảo rằng, như vậy câu 28 sẽ là đáp án D, được chưa? Rồi, câu 29. Rồi, các bạn thấy này, because of serious. Các bạn thấy ở đây cần điền vị trí này là một danh từ, đúng không? Rồi, bây giờ bốn đáp án đều là danh từ. Đáp án cho đều là danh từ hết thì bây giờ các bạn lại phải dịch nghĩa, đúng không? Serious sau đó đến dưới từ of. Đấy, những cái câu này các bạn phải dịch nghĩa được đây này. Outcome là hậu quả. Nhớ nghĩa cho cô nhá, các bạn về học đi. Output. Output là sự gì đấy? Sự bừng. Bừng gì đấy, bừng lửa, đúng không nhỉ? Hoặc là cơn giận dữ, hoặc cơn bực tức, chưa? Rồi, outrage là sự bùng nổ. Ví dụ sự bùng nổ của dịch bệnh COVID, đúng không nhỉ? 19 bây giờ á, sự bùng nổ. Rồi outset là gì đây? Sự khởi đầu. Đúng không? Rồi, giờ lại dịch nghĩa của câu đề bài. Trường học đã đóng cửa, đúng không nhỉ? 1 tháng bởi vì cái gì đây? Ha, sự bùng nổ nghiêm trọng của cái dịch sốt, đúng không? Sự bùng nổ. Như vậy ở đây sẽ là đáp án C, outbreak, sự bùng nổ. Được chưa? Rồi. Ví dụ nói là sự bùng nổ của dịch COVID-19 thì các bạn ghi là outbreak of COVID-19, đúng không nhỉ? Rồi. 29C đúng rồi. Một số bạn làm tương đối tốt đấy. Chắc nói đến corona. Đúng rồi đấy. Cũng gần gần như corona, nó là cái dịch sốt. Nhưng mà người ta nói đến cái dịch sốt, nhớ chưa? Rồi, câu 30. Rồi, câu 30 này. Các bạn thấy này, they are under the of. Như vậy ở đây lại cần một danh từ, đúng không? Cần một danh từ. Nhìn sơ bốn đáp án lại thấy bốn danh từ, lại phải dịch nghĩa. Đấy, từ vựng nó vậy. Hầu như là phải dịch nghĩa. Cái kỹ năng dịch rất là quan trọng nha. Về trau dồi từ vựng giúp cô. Hôm trước cô đưa một link cái phần từ vựng về chủ đề giáo dục này rồi đó. Đúng không? Các bạn có học không? Không học là thôi, cô cũng chịu thua luôn đấy nha. Đưa mà không học thì cũng bó tay .com.vn thôi. Đúng không? Không chịu học là cô cũng chịu. Rồi, bây giờ lại dịch nghĩa này. Câu 30. Supervision, danh từ, nghĩa là gì đây? Sự trông nom, giám sát, đúng không? Rồi,
Câu B, examination là gì? Kỳ thi, đúng không? Kỳ thi hoặc là bài kiểm tra, đúng không? Bài kiểm tra. Rồi, guidance, danh từ, sự hướng dẫn, chỉ dẫn. Đúng chưa? Các bạn làm hướng dẫn viên du lịch hay sử dụng từ guidance, đúng không? Rồi, tiếp tục từ assistant, danh từ, sự giúp đỡ hoặc là phụ tá, đúng không? Rồi, bây giờ xét nghĩa. Câu này dịch là gì đây? Học sinh thì không được phép làm gì đây? Xử lý, từ handle ở đây nha, là động từ xử lý, nhớ chưa? Xử lý các cái loại hóa chất trừ khi là họ gì đây? Có sự giám sát của giáo viên, đúng không? Có sự giám sát của giáo viên thì như vậy câu này sẽ là đáp án nào đây? Đáp án A. Câu 30 đáp án A. Được chưa? 30 đáp án A nhá, huyết quỷ. Rồi. Sự giám sát. Tức là khi các em sử dụng hóa chất thì phải có sự giám sát của người lớn, của giáo viên. Để tránh cái tình trạng hỏa hoạn xảy ra, nhớ không? Rồi. Câu số 31. Could you stand? Rồi, bây giờ lại có động từ stand thì xem cái giới từ của nó là cái gì đây. Giới từ đi theo sau nó. Các bạn thường gặp cái từ stand up, đúng không? Stand up là gì đấy? Là đứng lên, đúng không? Ví dụ stand up, please. Khi giáo viên vào lớp các bạn stand up, please, đúng không? Và đứng lên. Còn stand in, rồi stand up là đứng dậy này, đứng lên này. Stand in là gì? Hả mấy đứa? Hả? Stand in thì nó phải đi kèm với giới từ for somebody. Stand in for somebody, nhớ chưa? Nghĩa của nó là thay thế tạm thời ai đó. Thay thế tạm thời ai đó, được chưa? Rồi, stand out là đi ra ngoài, stand out là ngồi xuống cũng được, đúng không? Được chưa? Rồi, như vậy cái câu này các bạn xét cái cấu trúc nhé. Trong trường hợp nó đều là giới từ mà các bạn phải xét xem nó có thuộc cái cấu trúc gì đặc biệt hay không nữa, đúng không? Như vậy, ở đây các bạn thấy cái câu đề bài này có giới từ for và có me ở đây chính là somebody. Như vậy nó thuộc cái cấu trúc của đáp án B, đúng không nhỉ? Stand in for somebody, thay thế tạm thời ai đó. Câu này dịch là gì? Bạn có thể thay cho mình đứng lớp tiếng Anh vào sáng ngày mai được hay không? Hả John? Đúng không? John. Rồi. Không phải stand up đâu nhé, không phải là đứng lên cho mình, được chưa? Mà thay thế cho mình. Chưa? Rồi, Nguyễn Quỳnh Trang. Câu 32. Rồi, hiểu cái câu 31 chưa? Rồi, đến câu 32. How were your exams? A couple of questions were tricky, but honest. Câu này các bạn cần gì đây? Một cụm từ cố định on gì sau on gì, đúng nhỉ? Là cái gì? Đúng chưa? Rồi, bây giờ các bạn lại sẽ dịch nghĩa. Spot ở đây là gì? Có cụm từ on the spot. On the spot là ngay lập tức nhé, ngay lập tức. Được chưa? Rồi, còn từ general này không đi kèm với từ on, mà trước đó phải có giới từ in general, là nói chung, nhìn chung. Được chưa? Rồi, như vậy câu này các bạn sẽ lại luôn đáp án B cho cô. Được chưa? Rồi, the hand, on hand nghĩa là gì? Sẵn sàng. Sẵn sàng, sẵn có. Sẵn có, được chưa? Hold, on the hold. Rồi các bạn có cụm từ on the hold nghĩa là gì? Nhìn chung là. Được chưa? Nhìn chung là. À, như vậy câu này các bạn sẽ dịch như sau. Bài kiểm tra hôm qua của bạn như thế nào vậy? Đúng nhỉ? À, có một số câu thì đánh đố, đúng nhỉ? Tricky. Đánh đố, mang tính đánh đố, đúng nhỉ? Nhưng hoặc là gì đây? Nhưng nhìn chung là gì đây? Khá là dễ. Pretty easy. Như vậy câu này các bạn sẽ chọn được đáp án D. Cấu trúc on the whole. Đấy chưa? Nhìn chung là. Rồi. Tiếp tục đến câu 33. Các bạn thấy đây là câu ít mấy đây? If you practice the language, you can learn this language skill in short. Câu này là ít 1, đúng nhỉ? Hiện tại đơn này, can verb này. Đúng chưa? Hiện tại đơn. Rồi, với cả can cộng verb one, đúng không? Như vậy câu này là if 1, đúng nhỉ? If 1 rồi, đây là dạng xác định ngữ pháp của if 1 rồi. Nhưng mà ở đây người ta kiểm tra ngoài cái việc
Nói về cái kiến thức của if 1 ra thì các bạn thấy ở đây họ kiểm tra về kiến thức từ vựng in short sau đó of time. Rồi. Giờ lại phải dịch đúng nhỉ, dịch nghĩa. Period là thời kỳ. Thời kỳ giai đoạn, mấy cái từ này đều là danh từ hết nha mấy đứa. Thời kỳ giai đoạn. Hoặc khoảng thời gian đúng nhỉ? Rồi phrase là cụm từ nhỉ? Nhóm cụm từ hoặc thành ngữ đúng không? Rồi, cụm từ thành ngữ này. Span là gì? Chiều dài. Chiều dài. Được chưa? Stage là giai đoạn giai thoại. Giai đoạn giai thoại. Hoặc là sân khấu đúng không nhỉ? Trong một cái phần khác nó sẽ có nghĩa là sân khấu nữa. Đúng chưa? Rồi. Rồi, bây giờ các bạn dịch nghĩa này. Nếu như bạn thường xuyên thực hành thì bạn có thể học kỹ năng gì đây? Ngôn ngữ hoặc gì đây? Ngoại ngữ đúng không nhỉ? Trong một thời gian ngắn đúng không nhỉ? In gì đây? In short period of time. Được chưa? Thời kỳ giai đoạn ngắn. Được chưa? Rồi. Cái từ stay này nhá, nó còn có nghĩa là bước đúng không nhỉ? Được chưa? Nó không phù hợp nghĩa cái này nó sử dụng trong kịch thôi, đúng chưa? Rồi, hoặc là nghệ thuật thôi. Rồi, câu 34. Rồi. Sit down please. Rồi. Các bạn đã mệt mỏi chưa? Có muốn học thêm nó không hay nghỉ? Hả? Học, gắng học đến câu 40 nhá. Rồi, ok. Học đến câu 40 đi. Đến câu 34. Rồi. Câu 34 họ kiểm tra kiến thức về từ vựng. Who hold an excellent high school? Cần một danh từ ở đây, đúng không? Rồi. Câu 34 bây giờ lại phải dịch nghĩa bởi vì bốn từ này đều là danh từ hết. Đúng không? Degree là bằng cấp. Trình độ hoặc cấp độ, bằng cấp này. Cấp độ này. Rồi, certificate, chứng chỉ, cái này từ vựng của lớp 12 đây, nhớ không? Rồi, từ này đọc là gì đây? Diplomas, danh từ, nghĩa là giấy khen bằng khen. Giấy khen bằng khen. Rồi, bằng tốt nghiệp cũng được. Còn qualification là gì đây? Ngoài cái việc mà khẳng định chất lượng ra thì nó có nghĩa là trình độ. Trình độ đẳng cấp. Được chưa? Rồi, câu này dịch này, dựa vào nghĩa của câu này. Được chưa? Điểm sẽ thì đấy, được bổ sung, đúng nhỉ? Hoặc là được cộng vào điểm thi tuyển sinh này. Entrance examination là thi tuyển sinh. Đối với những bạn học sinh, người mà có cái gì đây? Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông loại xuất sắc, đúng nhỉ? Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông thì các bạn sẽ thấy, được chưa? Đáp án nào là phù hợp đây? Cái câu này này, cái câu demoralize nó còn có nghĩa là bằng tốt nghiệp nữa như vừa nãy cô nói đấy. Nhưng mà cô chưa ghi ra thôi. Nó dài chỗ quá, thiếu chỗ cũng không ghi nổi. Bằng tốt nghiệp, được chưa? Cái câu 35. Câu 35 các bạn thấy đáp án nào là phù hợp nhất đây? Hả? High school education is very important to national economy. And it's also a sort of drainage and. Oh, drainage and. Ở đây có danh từ personal. Như vậy ở vị trí cần điền là một tính từ sao cho nó đồng vị trí với cái từ trainage, đúng nhỉ? Như vậy ở câu 35 các bạn sẽ chọn đáp án nào? Ha, trong khi bốn từ này đều là tính từ hết rồi. Lại phải dịch nghĩa, đúng nhỉ? Educated là có học thức. Có học thức, được chưa? Educational là gì? Hả mấy đứa? Thuộc về giáo dục, viết tắt này. Có tính giáo dục. Được chưa? Rồi. Tiếp tục. Educative là gì? Có tác dụng giáo dục, đúng không? Có tác dụng giáo dục. Có viết tắt nha. Uneducated, tính từ mang tiền tố un, nghĩa phủ định, đúng không? Nghĩa là gì đây? Hả? Không được giáo dục hoặc là vô giáo dục, đúng không? Được chưa? Rồi. Như vậy câu này các bạn sẽ phải dịch nghĩa này. Higher education hôm trước cô giải nghĩa cho các bạn rồi đúng không nhỉ?
Chưa? Câu này nghĩa là gì đấy? Giáo dục đại học là rất quan trọng đối với nền kinh tế của đất nước, đúng nhỉ? Và đây cũng là một nguồn nhân lực được gì đây? Đào tạo, đúng nhỉ? Cho cá nhân và cho cả cả quốc gia, đúng nhỉ? Nguồn nhân lực được đào tạo. Như vậy câu này sẽ là đáp án nào phù hợp đây? Hả? Nguồn nhân lực đào tạo có chất lượng giáo dục á, thì liên quan đến giáo dục thì phải là nguồn gì đây, nhân lực có chất lượng về giáo dục, có học thức, đúng không nhỉ? Rồi. Câu 36. Câu 36 các bạn thấy họ đang kiểm tra kiến thức về cái gì đây? Hả? Đây, giới thiệu up sau đó là một cụm danh từ, nhưng ở đây có danh từ time thì các bạn cần tính từ ở đây đúng không? Đúng chưa? Rồi. Như vậy cái câu này nhá, bốn cái từ này đều là tính từ hết. Các bạn phải dịch nghĩa. Từ costly mặc dù nó có đuôi ly nhưng nó là tính từ đấy các bạn, chứ không phải là gì đây. Chứ không phải là trạng từ nhá, nó không phải là trạng từ đâu. Chưa? Costly ở đây nghĩa là gì? Đắt tiền. Đắt tiền này. Đúng chưa? Quý giá, đúng chưa? Rồi. Rồi, tiếp tục. Valuable là gì? Có giá trị, đúng chưa? Có giá trị, quý giá, đúng nhỉ, có giá trị. Rồi, what is là gì? Xứng đáng, xứng đáng. Rồi, beneficial là gì đây? Có lợi, có lợi, đúng không? Giờ dịch nghĩa câu này. Ông Rao đã rất là vui lòng khi đồng ý gì đây? Dành thời gian quý giá của ông ấy, đúng nhỉ? Thời gian quý giá của ông ấy để trả lời, đúng chưa? Trả lời những câu hỏi của chúng ta. Như vậy câu này các bạn sẽ trả lời đáp án nào? Thời gian quý giá là valuables. Được chưa? Chứ không phải thời gian đắt tiền đâu nha. Rồi có mỗi thư xương hả? Lụi hả? Ba Tư, Quỳnh Trang. Tới bến quá. Thanh Minh rất dễ thương đúng không? Rồi đến câu 37. Các bạn cố gắng và theo dõi like đi nhá. Những bạn mà nào mà xem like ở các thầy cô khác xong rồi về về đề minh họa thì các bạn quay trở lại về đây học đi. Được thế nào hay thì đấy nhá. Câu 37. Rồi. Hôm nay cô like hơi trễ nhỉ. Câu 37. Hay đến câu 37 này là thôi nhá, dừng nhá để giờ sau học nhá. Rồi. Có sợ trễ thời gian quá. Cô đi về trễ quá là các bạn à là công an họ đang đứng ngoài kia họ cho cô về khu cách ly luôn đấy. Nhá. So be a, rồi sau ở này là một danh từ đúng không nhỉ? Rồi, for, các bạn để ý thấy giới từ for xem từ nào đi kèm với từ for được nữa nhá. Rồi giờ các bạn sẽ dịch nghĩa của câu 37. Demand, demand là gì? Yêu cầu, đòi hỏi đúng không? Yêu cầu phải đòi hỏi. Rồi, require size nghĩa là gì? À, danh từ đó. Điều tất yếu. Điều tất yếu. Gì nữa? Điều kiện tiên quyết, đúng chưa? Rồi, tiếp tục claim là gì? Danh từ khẳng định, đúng nhỉ? Khẳng định. Cô viết tắt xíu nhá. Request yêu cầu. Rồi, cô viết tắt. Rồi dịch nghĩa này, một tấm bằng đại học đúng nhỉ? Là gì đây? Được coi như là gì đây? Một điều kiện tiên quyết để vào hầu hết các cái ngành nghề. Đúng không? Điều kiện tiên quyết. Rồi câu này sẽ thuộc đáp án nào đây? Chọn đáp án B, đúng không? A requisite for entrance. Được chưa? Rồi hôm nay trễ giờ rồi. Cái phần từ vựng này nó cũng hơi dài đấy nhỉ? Hơi khó. Các bạn về gắng học cái phần từ vựng hôm trước cô bốc lên đấy nhá. Về chủ đề giáo dục để làm tiếp cho cô từ câu 38 đến câu bao nhiêu nhỉ? Đến câu 50 nhá. Được chưa? Rồi sau cô sửa, còn thời gian cô sẽ sửa tiếp nhá. Rồi các bạn nghỉ đi nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi livestream ngày hôm nay. Mặc dù hôm nay là các bạn đi vắng rất là nhiều đúng nhỉ? Nhưng mà vẫn có một số bạn vẫn rất tích cực đúng nhỉ? Theo dõi từ đầu đến giờ. Rồi cô cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi nhé. Chúc các bạn ngủ ngon nhé. Chào các bạn nhé. Hẹn gặp lại.